Chương 1740, lấy chiến đến định. Gia chủ Long Gia không khỏi tức điên, then chốt là ngươi cần hôn thật quá mức a, muốn hủy hôn với một vị thánh vương, vậy không phải đặt Long Gia ở trên đống lửa nướng sao? Hắn bắn ra long uy, muốn hung hăng phản công, Lăng Hàn chỉ làm như không nhìn thấy, tay phải cầm lấy vuốt rồng của đối phương, thật giống như đó chỉ là một tiểu gia hỏa. Ở trước mặt Lăng Hàn, gia chủ Long Gia thật không khác đứa nhỏ, mặc ngươi bắn ra long uy áp bức, mặc ngươi kích phát long huyết tăng lên sức chiến đấu, vậy thì như thế nào? Gia chủ Long Gia dùng sức giãy giụa, hắn đã đầu đầy mồ hôi, nhưng Lăng Hàn lại như ngủ, dễ dàng đến không cách nào hình dung. Cái này, gia chủ Long Gia khiếp sợ, thực lực hai người chênh lệch lớn đến bao nhiêu a? Hắn cắn răng một cái, đột nhiên từ trong không gian linh khí lấy ra một thanh thần kiếm, thân kiếm do một bạch cốt chế thành, phía trên có từng viên thần văn, đã phát ra ánh sáng. Đây là xương sống lưng của một vị tổ tiên Long Gia, ở trước khi hóa đạo tự mình lấy ra, luyện chế thành thần binh. Thánh khí, vù, Long cốt kiếm kích hoạt, đây chính là ở Long Gia, gia chủ Long Gia có gia trì đặc thù, trong nháy mắt liền để thánh binh này phát huy ra uy lực, trong thân kiếm nhảy ra một chân long màu đỏ thẫm, tấn công về phía Lăng Hàn. Ánh mắt Lăng Hàn hơi nhíu, lúc này mới có chút ý nghĩa, hắn ra tay chộp tới chân long, sát trận trong cơ thể vận chuyển, vô số trận văn nằm dày đặc, cuối cùng dung hợp thành một thanh kiếm, chém về phía chân long kia. Chuyện quái dị xuất hiện, chân long lại dùng thần long bãi vĩ, xèo, đi vào trong long cốt kiếm. Bị dọa chạy, gia chủ Long Gia trợn mắt ngoác mồm, cái này, long cốt kiếm sợ Lăng Hàn. Thanh kiếm này bởi vì là thần cốt của tổ tiên Long Gia luyện thành, bởi vậy, khí linh kỳ thực chính là một tia hồn phách của vị tổ tiên kia, chỉ là đã sớm không còn ý thức của mình, chỉ có bản năng bảo vệ Long Gia. Nhưng chỉ cần trở thành khí linh, thì có một đặc tính cơ bản, chính là sẽ xu hướng bảo vệ mình, chỉ có mình hoàn hảo mới có thể hoàn thành mục tiêu bảo vệ. Bởi vậy, nếu không có vạn bất đắc dĩ, bảo khí như vậy là chắc chắn sẽ không liều chết. Ngươi đến cùng mạnh cỡ nào, lại có thể để một thánh binh hoàn toàn thức tỉnh sợ hãi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, gia chủ đại nhân, hiện tại có thể hào hào nói chuyện chưa? Nói chuyện, gia chủ Long Gia chỉ cảm thấy đầu ong, hỗn loạn tưng bừng. Hai người kế tiếp nói chuyện tự nhiên là không có chút ý nghĩa nào, gia chủ Long Gia căn bản không biết mình đang nói cái gì, Lăng Hàn cũng không thèm để ý, ngược lại hắn chính là tới quấy rối. Nói một lúc, Lăng Hàn nghênh ngang rời đi, mà ở dưới Long Ngữ San đổ thêm dầu vào lửa, Long Gia khắp nơi truyền lưu một tin tức ngầm, Lăng Hàn hoành đao đoạt ái, muốn cưới Long Ngữ San làm thê tử, đồ cưới còn phong phú đến kinh người. Không bao lâu, thì truyền tới trong tai Trọng Bát Độ. Đùng, hắn một chưởng liền đánh nát bàn đá trước người, đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt sát khí sôi trào. Trước không có giết Lăng Hàn, hoàn toàn là bởi vì không muốn đắc tội lão tổ Long Gia, nhưng tiểu tử này lại được voi đòi tiên, dám đánh chủ ý nữ nhân của hắn. Không thể nhẫn, thiếu chủ, Cảnh Di cùng Dương Tử Ca đều tiến lên trước một bước. Trọng Bát Độ ấn xuống lửa giận, hai tay siết chặt, đây chỉ là tin tức ngầm mà thôi, nghĩ rằng Long Gia cũng không dám từ hôn, vậy sẽ làm tức giận một vị thánh vương. Trên đời này có ai có thể chịu đựng được lửa giận của một tên thánh vương? Người kia, chỉ là kẻ xấu xí tác quái mà thôi, không cần để ý tới, chờ hắn rời Long Gia, lại giết chết hắn, cho hắn biết hậu quả nghiêm trọng khi làm tức giận mình. Nhưng mà, sự tình cũng không có như Trọng Bát Độ suy nghĩ, chỉ là kẻ xấu xí tác quái, có người nói thái độ của Long Ngữ San ám muội, thậm chí có tin tức nói, muốn mời lão tổ Long Gia đang bế quan ra, một lần nữa xét duyệt vụ hôn nhân này. Vậy thì để Trọng Bát Độ ngồi không yên, tình huống thế nào, các người dám từ hôn sao? Hắn xác thực rất thưởng thức nhan sắc cùng thực lực của Long Ngữ San, nhưng càng nhiều chính là coi trọng huyết mạch Long tộc của đối phương, cùng Trọng gia bọn họ kết hợp, tương lai khả năng sinh ra một đời sau vô cùng mạnh mẽ. Đây là chuyện Khai Vân Vương chính mồm phân phó, hắn nhất định phải 100% hoàn thành, hơn nữa, vụ hôn nhân này đã sớm được Khai Vân Cấm Địa tuyên dương ra ngoài, nếu như hiện tại đột nhiên bị hối hôn, mặt mũi của hắn cùng Khai Vân Cấm Địa còn đâu. Tuyệt đối không được, hắn lập tức chạy đi tìm Long Ngữ San, nhưng lại ăn bế môn canh, để hắn càng cảm thấy không ổn. Qua mấy ngày, Lăng Hàn đưa ra khiêu chiến với Trọng Bát Độ. Nếu như Trọng Bát Độ thắng, hắn phủi mông một cái rời đi, nhưng nếu như Trọng Bát Độ thua, liền ngoan ngoãn tự mình từ hôn. Khinh người quá đáng a. Trọng Bát Độ giận không nhịn nổi, hắn là thiên kiêu cấm địa, từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận qua ủy khuất như thế. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng Lăng Hàn yêu cầu. Chiến, trong lòng hắn cười gằn, vốn còn muốn ở Lăng Hàn rời đi Long Gia sau đó lại giết chết hắn, hiện tại nếu tiểu tử này tự mình chịu chết, vậy phải tác thành cho hắn. Song phương ước định, sau 3 ngày ở trong tinh không chiến một trận. 3 ngày đi qua rất nhanh, Lăng Hàn, Trọng Bát Độ đã đi tới trong tinh không, Dương Tử Ca, Cảnh Di đứng ở phía sau Trọng Bát Độ, mà phía sau Lăng Hàn lại không có một bóng người, Long gia hai bên đều không giúp đỡ, đứng ở trung gian. Long Hương Nguyệt vốn muốn hò hét trợ uy thay Lăng Hàn, lại bị Long Ngữ San một phát bắt được, không thể làm gì khác hơn là dầu dĩ không vui ở dưới nhìn. Lăng Hàn, Trọng Bát Độ gào thét, âm thanh cuồn cuộn như lôi, không ngờ cũng có một tia long uy. Xem ra, Trọng gia muốn cưới Long Ngữ San có dụng ý khác, nếu không thì, cấm địa vì duy trì huyết mạch tinh khiết, đều ở bên trong tìm đối tượng. Lăng Hàn móc lỗ tai, thổi một hơi, kêu lớn tiếng như vậy làm gì, ta lại không điếc. Ta làm sao cảm giác ngươi không chỉ là người điếc, còn là người mù, kẻ ngu si. Trọng Bát Độ cười gằn, nếu ngươi có mắt, có đầu, liền biết không nên đối địch với ta. Coi như ngươi là thánh nhân, cũng chỉ có thể bị khai vân cấm địa của ta ép thành cho bụi. Đùng đùng đùng, Lăng Hàn vỗ tay, nói còn hay hơn hát, cổ vũ một hồi, cũng không sợ ngươi kiêu ngạo. Chương 1741, thời gian Long tộc. Trọng Bát Độ nhìn Lăng Hàn, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Nếu như không có bối cảnh thánh vương cấp, sao dám đối phó hắn? Muốn nói có thể tu luyện tới độ cao như vậy là ngốc bức, hắn thực sự là làm sao cũng không tin. Lăng Hàn, một giới tán tu, Lăng Hàn từ tốn nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Trọng Bát Độ lại không kiên trì, thân hình giết ra, hắn muốn nghiền ép Lăng Hàn thành mảnh vỡ. Trọng Bát Độ bạo phát uy lực của thánh nhân, đại đạo phù văn quấn quanh ở trên người, một tinh hà hiện lên, số lượng ngôi sao đạt đến hơn 7 triệu. Số lượng ngôi sao của tiểu thánh dừng ở ngàn vạn, không ở cảm ngộ đại đạo đột phá đến trung thánh, là tuyệt đối không có cách nào tu ra hơn ngàn vạn ngôi sao, từ điểm đó đến xem, cảnh giới của Trọng Bát Độ đã đạt đến tiểu thánh hậu kỳ. Hắn nhấn ra một chưởng, nguyên lực diễn hóa ra một bàn tay càng to lớn hơn, có từng viên đại tinh hiện lên, ở dưới chưởng của hắn như là viên đạn. Một chưởng này thật đáng sợ, trong nháy mắt, Lăng Hàn phát động sát trận, hóa thành một luồng ánh kiếm, vót về phía bàn tay lớn kia. So sánh với đó, ánh kiếm này nhỏ đến không cách nào hình dung, chỉ dài 3 thước mà thôi, mà bàn tay lớn này còn muốn to lớn hơn ngôi sao, căn bản không cùng một đẳng cấp. Nhưng mà, một kiếm xẹt qua, bàn tay lớn kia lập tức bị chia ra làm hai. Trọng Bát Độ rên lên một tiếng, tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay có máu tươi chảy ra, không ngừng nhỏ xuống. Tuy bàn tay lớn kia là hắn biến ảo ra, nhưng cùng hắn chung một nhịp thở, bị đánh nát cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nếu không phải là đánh nhau tay đôi sao. Nhưng chiêu kiếm này của Lăng Hàn thật đáng sợ, không chỉ chém ra bàn tay nguyên lực của hắn, thậm chí đuổi bản tố nguyên, còn thương tổn được bản thể của hắn. Hằng Hà cảnh nho nhỏ, lực công kích lại đáng sợ như thế. Hắn chậm rãi nói, trên mặt có thận trọng mãnh liệt. Trước hắn từng cùng Lăng Hàn đơn giản trao đổi qua 2 chiêu, biết Lăng Hàn nắm giữ sức chiến đấu thánh cấp, nhưng vạn vạn không ngờ, đối phương mạnh đến trình độ có thể cùng mình đối kháng. Quá khó mà tin nổi. Dương Tử Ca thế mới biết lúc trước tại sao Trọng Bát Độ muốn đánh mình một tát, hắn vốn là giẫm đuôi của Trọng Bát Độ a, hết chuyện để nói, ngu chết rồi. Hắn cùng Cảnh Di nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy một vẻ lo âu. Trọng Bát Độ sẽ không phải bị thua chứ? Sẽ không, bọn họ vội vã lắc đầu, Trọng Bát Độ ở Khai Vân Cấm Địa chính là vương giả trong thế hệ tuổi trẻ, vẻn vẹn 10 vạn tuổi liền thành thánh nhân chính là minh chứng, tư chất như vậy quả thực nghịch thiên. Lăng Hàn yêu nghiệt như thế nào đi nữa cũng chỉ là Hằng Hà cảnh, làm sao có khả năng đánh bại thánh nhân. Bọn họ cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy, trước đó, ai có thể tin tưởng một tên Hằng Hà cảnh lại có thể ngang hàng thánh nhân. Đã như vậy, chiến thắng thánh nhân lại có gì kỳ quái. Lăng Hàn, người thật hấp dẫn lực chú ý của ta. Trọng Bát Độ lộ ra nụ cười, có thể ở Hằng Hà cảnh nắm giữ sức chiến đấu ngang hàng thánh nhân, trên người Lăng Hàn tất nhiên có bí mật kinh thiên. Hắn muốn, nhưng Lăng Hàn lại phát tởm. Biến thái, không nghĩ tới ngươi là người như thế. Trọng Bát Độ đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, không khỏi nổi giận, mọi người đều là thánh nhân, hoặc là sức chiến đấu thánh cấp, nhân vật mạnh mẽ nhất trên đời này, ngươi lại không giữ mồm giữ miệng, tại sao không có nửa điểm tôn nghiêm của thánh nhân. Chết, tóc đen của hắn phóng lên trời, oanh oanh oanh, quần áo trên người hắn nổ tung, chỉ để lại một cái quần lót, đây là bảo giáp, có tính dai mạnh mẽ. Trên da của hắn, từng viên thần văn hiện lên, kia là phù văn thánh cấp, xúc động thiên địa đại đạo, quấn quanh ở quanh người của hắn. Đánh giết Lăng Hàn, trực tiếp rút hồn thu bí mật. Rồng của Vĩnh Hằng, hắn giống to, trong lồng ngực bay vút ra một cự long màu đồng xanh, dài tới ngàn trượng, cực kỳ hư huyễn, thật giống như ở quá khứ, lại thật giống từ trong tương lai, nhưng tuyệt đối không ở đương đại. Thời gian Long, người của Long gia đều kinh ngạc thốt lên, trên mặt của mỗi người đều che kín kinh hãi. Long tộc, đây là một khái niệm cực lớn. Truyền thuyết, Còn long thứ nhất là thiên địa xúc tích, được gọi là thủy long, mà thủy long sinh 9 con, có kim long, lục long, hắc long, xích long, những thứ long này lại cùng huyết mạch các tộc sinh ra càng nhiều đời sau. Long tộc huyết mạch không giống, năng lực cũng không giống nhau. Tỷ như La Hải Tinh Long Gia chính là đời sau của Xích Long, am hiểu dịch hỏa, mà ở trong rất nhiều long tộc, Thanh Đồng Long là một nhánh thần bí nhất, bởi vì nhánh long tộc này am hiểu lực lượng thời gian, cũng được gọi là thời gian long. Thời gian, không gian, hắc ám, sát lục đều là lực lượng quy tắc thế gian cực kỳ khó có thể nắm giữ, nhưng huyết mạch thời gian long mang năng lực như vậy, vậy tự nhiên châu bò, ở trong long tộc có thể xưng là người tài ba. Không nghĩ tới, Trọng gia cũng có huyết mạch long tộc. Bọn họ muốn thông gia, lẽ nào là muốn kết hợp huyết mạch hai tộc, sinh ra đời sau đồng thời nắm giữ thời gian cùng hỏa diễm. Mọi người Long gia suy đoán nói, bằng không, tại sao Trọng gia không tiếc ngàn tỷ dặm chạy tới cùng Long gia thông gia. Thanh Đồng Long bay về phía Lăng Hàn, có lực lượng thời gian giật động. Lăng Hàn đấm ra một quyền, nhưng đánh vào trên người Thanh Đồng Long lại không có hiệu quả chút nào, thậm chí ngay cả một chiếc vảy rồng cũng không có vung lên. Nó không thuộc về đương đại, làm sao có thể bị công kích. Lăng Hàn nở nụ cười, lại ra một quyền, lần này hắn hòa vào lực lượng của Tuế Nguyệt Thiên Thu. Oanh, cú đấm này cuối cùng đánh lên người Thanh Đồng Long, nhưng mặc dù Tuế Nguyệt Thiên Thu là tiên thuật, nhưng cảnh giới của Lăng Hàn quá thấp, không cách nào phát huy ra uy lực thực sự của thức tiên thuật này, chỉ để Thanh Đồng Long nhoáng một trận, sau đó lại giết về phía Lăng Hàn. Dù như vậy, Trọng Bát Độ vẫn lấy làm kinh hãi, đối phương lại có thể ảnh hưởng đến thời gian, thực sự là khó mà tin nổi. Điều này làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ trên người Lăng Hàn đến cùng cất giấu bí mật gì, để hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn thu được. Lăng Hàn lại ra tay, sát trận phát sáng, hóa thành một ánh kiếm, chém tới Thanh Đồng Long. Đáng tiếc, Thanh Đồng Long không ở đương đại, coi như đòn đánh này cực kỳ ác liệt cũng không cách nào thương tới. Chương 1742, một tia tiên khí. Ha ha ha, Trọng Bát Độ cười to, hắn điều khiển Thanh Đồng Long nhào tới Lăng Hàn, lực lượng thời gian xung kích. Thân thể của Lăng Hàn sẽ có một bộ phận tiến vào tương lai, có một bộ ở lại đương đại, còn có một bộ phận thì trở lại quá khứ. Kết quả này tự nhiên chỉ có một, chia 5 xẻ 7. Đây là tiên thuật của Khai Vân Cấm Địa, truyền thừa từ huyết mạch, cực kỳ mạnh mẽ. Thanh Đồng Long đã nhào tới, 4 vuốt phân biệt chộp vào vai cùng trên đùi của Lăng Hàn. Phá, Trọng Bát Độ hét lớn một tiếng, nhưng mà, Lăng Hàn vẫn đang yên đang lành đứng ở đó. Phá, phá, phá. Trọng Bát Độ thét liền 3 tiếng, mỗi quát 1 tiếng, hắn liền đánh ra một đạo lực lượng tiến vào trong Thanh Đồng Long, tăng lên lực lượng của Thanh Đồng Long. Lăng Hàn hơi nghiêng đầu, từ bên cạnh người Thanh Đồng Long thò mặt ra, cười nói. Kêu mệt hay chưa, gọi mệt thì nghỉ ngơi đi, chớ hô ra cổ họng. Sao có thể có chuyện đó? Trọng Bát Độ trợn mắt ngoác mồm, kia là Thanh Đồng Long A, ẩn chứa lực lượng thời gian, bị nó xung kích một hồi, cả người sẽ lập tức chia 5 xẻ 7, nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra? Hắn liều mạng thôi thúc, nhưng mặc cho lực lượng thời gian làm sao lưu chuyển, Lăng Hàn cũng bất động như núi. Lực lượng thời gian cũng không phải vạn năng, ai bảo thể phách của Lăng Hàn đã bước vào cường độ của thánh liệu, lực lượng thời gian cấp bậc tiểu thánh lại há có thể phá hủy được thánh liệu. Thân hình của Lăng Hàn run lên, biến ảo ra pháp tướng cao tới vạn trượng, một cái liền nắm lấy Thanh Đồng Long, theo hắn gầm dữ dội, kéo Thanh Đồng Long xuống, như cầm lấy một con rắn nước. Khí phách, trong tinh không, pháp tướng của Lăng Hàn đỉnh thiên lập địa. Trong tay mang theo một con Thanh Đồng Long, như chiến thần đồ long, tình cảnh này quá có lực xung kích, để mỗi người đều tạm dừng hô hấp, thần hồn phiêu giật. Nữ tử của Long gia đều mắt hạnh phát quang, hiện ra vẻ mê ly. Lăng Hàn nhìn về phía Trọng Bát Độ, lạnh nhạt nói. Còn có chiêu gì không? Tuy ngữ khí bình thản, nhưng mang theo một tia sát ý. Ngược lại hắn muốn đánh với Khai Vân Cấm Địa, đơn giản liền nháo lớn một chút, làm thịt Trọng Bát Độ A. Ngươi xem, hủy hôn của người ta, Khai Vân Cấm Địa sẽ bỏ qua cho hắn sao? Sẽ không a, đã như vậy, vậy đơn giản giết chết Trọng Bát Độ là được, ngược lại hắn cũng xem cái tên này không hợp mắt. Lại nói, giết chết người, hôn sự này mới xem như triệt để quấy tung. Trọng Bát Độ không khỏi bị đoạt khí thế, long thời gian chính là một đại chiêu của hắn, nhưng thậm chí ngay cả một sợi lông của Lăng Hàn cũng không thương tổn được, điều này làm cho tự tin của hắn chịu đến tổn thất nặng nề. Đến lúc này, hắn cũng không khỏi nghĩ đến, mình có thể bại hay không? Cái ý niệm này mới hiện lên, hắn liền vội vàng lắc đầu, không thể, cũng không cho phép. Hắn là thánh nhân, càng là thiên kiêu của Khai Vân Cấm Địa, làm sao có thể thua một người trẻ tuổi, còn chỉ là Hằng Hà Cảnh mà thôi. Cửu mạch tiên kiếm, hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể nhất thời có 9 đạo kinh mạch tỏa ra từng tia tiên quang. Hắn lấy ra một thánh binh, lập tức thức tỉnh, từng viên phù văn phát sáng, tỏa ra thánh uy vô tận. Đây cũng không phải đáng sợ nhất, tiên quang trong cơ thể hắn ngưng tụ, ở trên mũi kiếm ngưng ra một đạo phong mang. Một tia tiên khí gia trì, lộ hết ra sự sắc bén. Đừng nói Lăng Hàn chỉ là hằng hà cảnh, coi như là tiểu thánh, trung thánh cũng không dám bị thánh binh này cắt trúng, bằng không tiên khí xâm thể, trong nháy mắt liền có thể chém xuống thần hồn. Cái này, bí pháp tiên vương, đáng tiếc chính là, Khai Vân Vương được bí pháp tiên vương cũng không hoàn chỉnh, lúc trước hắn phá tan địa khố, cướp đoạt bí pháp tiên vương, lại bị Thiên Hà Vương đoạn rớt một vuốt rồng, cũng phá hủy đại bộ phận kinh văn tiên vương. Tuy bản thiếu vẫn tương đối quý giá, để bọn họ ở sáng thế cảnh liền có thể thu ra một tia tiên khí, vô tận tăng lên sức chiến đấu, nhưng chung quy không cách nào dựa vào cái này mở ra cánh cửa tiên vực, nếu không thì Khai Vân Vương cũng sẽ không lưu tại thần giới, đã sớm tiến vào tiên vực. Có điều, cái này dùng để đối phó một hằng hà cảnh nho nhỏ còn chưa đủ sao? Lăng Hàn liếc mắt nhìn, lộ ra vẻ kiêng dè, hắn ở trên thánh binh này cảm ứng được khí tức tương tự tiên ma kiếm. Lực lượng tiên cấp, có điều, so với tiên ma kiếm, lực lượng tiên cấp trên thánh binh này thực quá yếu, hầu như là như có như không. Lăng Hàn cũng không dám khinh thường, dù sao cũng là lực lượng tiên cấp, đối với võ giả nào của cổ giới đều có uy hiếp mạnh mẽ. Chết, Trọng Bát Độ ngự kiếm mà tới. Mới đầu hắn vẫn kéo dài khoảng cách chiến đấu, đây là đấu pháp quen thuộc nhất của các võ giả, nhưng hiện tại ngược lại, hắn muốn cùng Lăng Hàn thiếp thân cận chiến, bởi vì chỉ có bị trực tiếp chém chúng, thánh binh mới có thể phát huy ra hiệu quả mạnh nhất. Hô, 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 thánh binh giật động, vũ trụ ngôi sao đều run rẩy, đặc biệt là trên mũi kiếm bao vây một từng tiên khí, tạo thành phá hoại cực lớn cho không gian thần giới, hư không bị xé rách, hiện ra từng cái hố đen. Tay phải của Lăng Hàn rung lên, đã lấy ra tiên ma kiếm. Liêu bảo khí, ai sợ ai, leng keng, tiên ma kiếm cùng thánh binh không ngừng va chạm, cường độ của hai người đều là cấp 17, tự nhiên là người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng mà, bản chất của tiên ma kiếm là tiên khí, cho dù hiện tại vẫn không có chân chính thức tỉnh, cũng cường đại hơn thánh binh chỉ có một tia tiên khí gấp trăm lần, ngàn lần. Không ngừng va chạm, tiên khí trên thánh binh không ngừng run rẩy, giống như cá lội, càng muốn phá nát. Cái gì, lần này Trọng Bát Độ là thật kinh hoàng. Cửu mạch tiên kiếm chính là đầu pháp mạnh mẽ nhất của hắn, năm xưa Cửu mạch tiên vương ra tay, thậm chí có tiên vương bị một chiêu này trực tiếp chém xuống. Nhưng bây giờ lại bị chém đến sắp đổ nát, đây là khó mà tin nổi cỡ nào. Trước tiên chém ngươi, ngày sau lại đưa Khai Vân Vương xuống địa ngục. Tay phải của Lăng Hàn vung vẩy tiên ma kiếm, tay trái đánh ra Cửu Thiên Hỏa, cái này đồng dạng là cấp bậc tiên vương, cho dù hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng Trọng Bát Độ cũng chỉ là cấp độ thần giới mà thôi. Ngươi đến tột cùng là ai? Trọng Bát Độ thấp giọng hỏi, nhìn dáng dấp kia của đối phương, thật giống như có thù với Khai Vân Cấm Địa. Ngươi không cần biết, lên hoàng tuyền là được rồi. Lăng Hàn vận chuyển hết thảy sát trận trong cơ thể, sức chiến đấu tăng vụt, lại thêm tiên ma kiếm, Cửu Thiên Hỏa, hắn ở tiểu thánh là gần như vô địch. Chương 1743, rời đi. Đáng ghét, Trọng Bát Độ vung kiếm chống đỡ, nhưng mỗi tiếp một chiêu hắn đều rút lui mấy chục dặm, ở trên khí thế đã bị Lăng Hàn hoàn toàn áp chế. Làm cho hắn đau lòng nhất chính là, kiếm cùng hỏa diễm trong tay đối phương thật đáng sợ, để hắn có một loại kiêng kỵ chỉ cần bị đụng tới hẳn phải chết, cái này không thể nghi ngờ càng thêm ảnh hưởng hắn phát huy. Hắn muốn kéo dài khoảng cách, nhưng trước là hắn chủ động gần người, hiện đang muốn kéo dài khoảng cách nói nghe thì dễ. Lăng Hàn lấy Cửu Thiên Hỏa chế tạo lao tù, nhốt Trọng Bát Độ lại, liền ở trong thế giới nhỏ này, hắn cùng đối phương đem hết toàn lực chiến một trận. Phốc, Trọng Bát Độ thổ huyết, hắn hoảng hốt, ở chính diện đấu đối. Hắn lại không phải đối thủ của Lăng Hàn. Hắn muốn điên rồi, đường đường tiểu thánh lại ở trên thực lực bại bởi một hằng hà cảnh. Cho dù đối phương là hằng hà cực cảnh, đây cũng quá không có thiên lý. Trong vòng 3 chiêu, tiễn ngươi lên đường, Lăng Hàn lạnh lùng nói. Nằm mơ, Trọng Bát Độ cắn răng nói, hắn bắt đầu thiêu đốt lực lượng bổn nguyên, muốn liều mạng chiến một trận. Nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, hắn liều mạng thì đã làm sao? Dưới Cửu Thiên Hỏa vây nhốt, hắn thậm chí ngay cả đào tẩu cũng không thể. Hạ thủ lưu tình, một thanh âm du dương trầm trọng từ trong La Hải Tinh truyền tới, vượt qua không gian, đột ngột vang lên như vậy. Long uy cuồn cuộn, dường như biển gầm, bái kiến lão tổ, tất cả mọi người Long gia đều quỳ xuống, ngay cả Long Ngữ San cũng thần thái cung kính, hai tay kề sát ở một bên chân. Người nói chuyện này chính là lão tổ Long gia, cường giả trung thánh. Trong lòng Trọng Bát Độ đại định, thánh nhân chiến quá kịch liệt, cho dù là ở trong tinh vực khai chiến cũng kinh động lão tổ Long gia đang bế quan. Vị lão tổ này sẽ trơ mắt nhìn Lăng Hàn đánh giết mình sao? Đương nhiên không thể, nếu không thì, Long gia cũng bị liên lụy. Thấy chết mà không cứu, là đạo lý ở đâu? Lăng Hàn không có để ý tới, hắn đã quyết định ra tay, ai cũng khuyên không được hắn. Giết! Nguyên bản tâm tình của Trọng Bát Độ đã định, nhưng lập tức lại sợ đến lông tơ dựng lên. Ngươi làm sao không giảng đạo lý, Trung Thánh đã mở miệng, ngươi còn không ngừng tay. Hắn chỉ có thể ra tay chống đỡ, dưới xung kích khủng bố, hắn lần thứ hai nôn ra máu. Bản tọa nói rồi, dừng tay. Trong La Hải Tinh, lần thứ hai truyền đến một tiếng giống to, lần này, long uy hóa thành thực chất, sóng âm cuồn cuộn, một chân long đỏ thấm hiện lên, xung kích về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn căn bản không quản, chỉ điên cuồng chém Trọng Bát Độ. Hắn nhất định phải giết chết người này. Oanh, chân long màu đỏ thấm oanh đến lao tù của Cửu Thiên Hỏa, lực lượng to lớn va chạm, lao tù nhất thời chia 5 xẻ 7, nhưng Cửu Thiên Hỏa ở trên bản chất thực quá cao, cũng đốt chân long màu đỏ thấm thành cho tàn. Trọng Bát Độ thấy cơ hội, vội vã chạy trốn. Kiếm thứ ba, ở sau người hắn truyền đến thanh âm lạnh như băng của Lăng Hàn. Vèo, một luồng kiếm quang vụt qua, diệu chuyển trời sao. Phập, kiếm chém xuống, Trọng Bát Độ bị chém thành hai khúc, thánh huyết phun ra phủ kín trời sao. Trọng Bát Độ kinh hoàng kêu lên, không, mấy ai không sợ chết, huống chi loại thiên kiêu tương lai tươi sáng như Trọng Bát Độ, gã chưa từng nghĩ có ngày cái chết sẽ buông xuống người mình. Hai tay Trọng Bát Độ cầm mỗi bên nửa thân tàn của mình cố gắng dính chúng lại với nhau. Ong 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 ong, lực lượng thời quang trong cơ thể chuyển động, Trọng Bát Độ muốn đảo ngược thời gian để mình trở về một tiết điểm của hôm qua tránh cho cái chết đến. Nhưng đã bị tiên ma kiếm chém chúng thì không thể đảo ngược thời gian. Ngươi thậm chí không là tiên nhân. Bùm, người Trọng Bát Độ nổ tung, mưa máu đầy trời, tiên ma kiếm chém đứt thần hồn thì hết đường cứu vãn. Thiên địa cùng bi, tiếc thương cho một thánh nhân đã chết. Tiếng gầm như sấm, một cường giả bước ra từ La Hải Tinh, vóc dáng cao to, đầu đầy tóc bạc già nua, nhưng thật ra khí thế như điên dại làm người ta không dám nhìn thẳng. Long Gia lão tổ, cường giả trung thánh. Long Gia lão tổ đấm một cú. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Biểu tình Lăng Hàn quái dị, cú đấm này nhìn rất bá đạo nhưng sức phá hoại thì có hạn, với thực lực như hắn nếu đỡ đòn chỉ bị đánh bay xa tít chứ không bị thương quá nặng. Lão già này, cố ý bao che hắn. Thú vị, thật thú vị. Xem ra không chỉ Long Ngữ San muốn từ chối hôn sự mà Long Gia lão tổ cũng không muốn, chẳng qua khai vân cấm địa quá cứng rắn làm Long Gia lão tổ không thể từ chối. Giờ Lăng Hàn làm thịt Trọng Bát Độ, không còn tân lang thì làm sao thành hôn. Long Gia lão tổ không thể choàng vai bá cổ Lăng Hàn khen hắn làm rất tốt, lão phải ra tay làm bộ làm tịch cho người khác xem. Đánh bay Lăng Hàn rồi Long Gia lão tổ làm bộ đuổi theo sau đó tay trắng trở lại. Lăng Hàn có thể giết Trọng Bát Độ chứng minh hắn có sức chiến đấu cấp thánh nhân, một trung thánh không đuổi kịp tiểu thánh thì có gì lạ. Đừng nói trung thánh, dù là thánh vương chưa chắc đuổi kịp tiểu thánh. Công kích đánh tới, Lăng Hàn hộc bãi máu, thật ra là máu hắc cẩu hắn lấy trong hắc tháp rồi nương lực lượng này phun ra ngàn dặm, chớp mắt hắn chỉ còn là đốm đen nhỏ. Long Gia lão tổ hét to một tiếng, tên gian ác kia không được trốn. Long Gia lão tổ trải một đại đạo ánh sáng vàng đuổi theo, lòng thầm khen tiểu tử này láu cá thật, chớp mắt nhìn thấu ý đồ của lão ngay và phối hợp ăn ý. Nếu không phải Long Gia lão tổ tự mình ra tay biết sức bao nhiêu, lão thậm chí nghi ngờ một kích đó phải chăng đã đánh Lăng Hàn tàn phế. Long Gia lão tổ đuổi theo nhưng không còn thấy Lăng Hàn. Ủa, lần này Long Gia lão tổ giật mình thật, tốc độ của Lăng Hàn mau vậy sao? Làm lão không đuổi kịp, Long Gia lão tổ ngừng lại trong trời sao làm bộ đi lục soát, nó sẽ chuyển thành hình ảnh ký ức sau này lấy ra ăn nói với khai vân cấm địa. Tốt lắm, nếu Lăng Hàn có thủ đoạn như vậy thì lão bớt vất vả. Long Gia lão tổ đi một vòng rồi trở về La Hải Tinh. Một thánh nhân đã chết, còn có bối cảnh thánh vương thì thật là chuyện lớn, lão cần phải xử lý thận trọng. Lăng Hàn ra khỏi hắc tháp, ung dung lấy xuyên vân thao ra nghênh ngang rời đi. Lần này Lăng Hàn không đi Mộc Đồ Tinh mà đi Hợp Ninh Tinh. 4 món tài liệu đã chuẩn bị xong thì tất nhiên hắn phải đi tìm Lôi Hỏa Đại Đế. Chuyến đi này hơi lâu, mất khoảng 2 năm rưỡi, nhưng nhóm Lăng Hàn, Thiên Phượng Thần Nữ không lãng phí thời gian, có đan dược, có luân hồi thụ hỗ trợ tu vi của họ đang tăng tiến. Chương 1744, gặp lại Lôi Hỏa Đại Đế. Lúc Lăng Hàn vào Hợp Ninh Tinh thì Nữ Hoàng tỉnh lại từ bế quan sâu nhất. Nàng thành công, ngàn vạn ngôi sao, cực hạn thật sự của Hằng Hà Cảnh. Lăng Hàn mừng rỡ ôm trầm Nữ Hoàng xoay 7, 8 vòng mới thả nàng xuống. Lăng Hàn mừng thay cho Nữ Hoàng, ngàn vạn ngôi sao, cực hạn thật sự của Hằng Hà Cảnh, từ xưa đến nay chưa từng có ai làm được, đây là khai sáng lịch sử. Nghĩa là tương lai của Nữ Hoàng sáng lạn vô cùng. Còn về việc Nữ Hoàng tiếp theo sẽ trùng kích thánh cảnh, rồi sẽ cùng hắn ý chí chu thì hắn còn chưa nghĩ tới. Mừng rỡ qua đi Lăng Hàn sẽ nhớ chuyện đó, nhưng bây giờ hắn thật lòng mừng cho Nữ Hoàng. Nữ Hoàng cũng rất vui vẻ, nàng ôm cổ Lăng Hàn nhét mặt hắn vào gò núi cao của mình. Chờ khi Lăng Hàn buông nàng xuống, Nữ Hoàng hơi ngửa đầu chủ động hiến hôn. Nữ Hoàng thỏ thẻ bên tai Lăng Hàn, không lâu nữa ta sẽ đột phá thánh cảnh. Hương thơm xông vào mũi, vấn vương vô cùng. Lăng Hàn say đắm trong đó, vòng tay ôm eo nữ hoàng siết chặt hơn, một tay kia sờ gò núi đầy đặn của nàng. Nàng đang dụ dỗ ta sao? Nữ hoàng thẳng thắn gật đầu nói, tất nhiên rồi, yêu tinh này. Lăng Hàn cuồng nhiệt hôn nàng nhưng không dám sâu hơn, hắn đã dâng lên xúc động bất chấp tất cả đẩy ngã nữ hoàng. Hai người đã chờ đến ngày này rồi, không thể để thất bại trong gang tấc được. Nữ hoàng nhoẻn miệng cười đầy phong tình, hai người ra khỏi hắc tháp, Thiên Phượng Thần Nữ tiếp tục tu luyện, nàng cách thánh cảnh chỉ có một bước, truyền thừa của ba con Phượng Vương rất kinh người. Một ngày sau, Lăng Hàn, nữ hoàng đến Đại Lăng Triều. Các triều thần đế đô đi ra đón, bệ hạ, còn có hai huynh trưởng phá phong vân, Mộ Dung Thanh. Thạch đầu nhân như cún vòng quanh Lăng Hàn, bộ dạng quẫy đuôi mừng chủ. Lăng Hàn cười phá lên choàng vai hai huynh đệ cùng về cung. Lăng Hàn bỏ ra chút thời gian ôn chuyện với huynh đệ, thăng cấp thạch đầu nhân, sau đó lên đường đi Nông Quát Sơn, nơi Lôi Hỏa Đại Đế ẩn thân. Không biết vị đại đế này bị tổn hại nặng hay là bị trấn áp ở chỗ đó. Hằng Thiên Đại Lục cất giấu rất nhiều bí mật, dù là Tiên Vương cũng sẽ động lòng, ví dụ Hắc Tháp. Tiên Vương toàn đứng trên đỉnh cao tiên vực, mỗi người sáng tạo pháp có giá trị tham khảo rất lớn cho Tiên Vương khác. Ví dụ cường giả sáng tạo Bất Diệt Thiên Kinh cũng hấp thu pháp của nhiều Tiên Vương cuối cùng sáng tạo ra Bất Diệt Thiên Kinh. Lăng Hàn và nữ hoàng đến sâu trong Nông Quát Sơn, hang núi ở ngay trước mặt hai người, toát ra u ám sâu thẳm. Dù hai người đều đến Hằng Hà cực cảnh vẫn không thể nhìn thấu hắc ám như vậy. Lăng Hàn nói với nữ hoàng, ta dùng dây thừng cột eo, sau một ngày nếu ta chưa đi ra nàng hãy kéo ta ra ngoài. Nữ hoàng gật đầu, hai người chuẩn bị đầy đủ, Lăng Hàn cột eo bằng sợi dây do Thanh Vân Chu phun tơ bện ra, cực kỳ cứng cỏi, vật bén cắt không đứt. Lăng Hàn bước nhanh đi vào bóng tối, Lăng Hàn vào hang núi, bóng tối bủa răng bao lấy hắn, làm thị giác, thính giác, xúc giác nhanh chóng yếu đi, cuối cùng giống như lần đầu tiên hắn đánh mất ngũ giác, lục cảm. Lăng Hàn không cảm ứng được sự tồn tại của mình, nguyên lực dâng lên, tim đập đều không chút dấu vết, tựa như hắn ngủ say trong hang tối tăm. Hằng Hà cảnh cũng không thể thoát được, Lăng Hàn dẫn động sát trận đánh ra mấy đòn công kích, thật ra hắn cũng không biết mình có đánh ra được không, hắn cảm giác hình như có nhưng không có một chút thay đổi. Dù là lực lượng thánh cấp cũng không thể đánh tan bóng tối này được. Lăng Hàn dám chắc đây là thủ đoạn của tiên cấp, Lăng Hàn ngẫm nghĩ, lấy tiên ma kiếm ra, một chút ánh sáng soi tỏ, tuy ánh sáng mơ hồ nhưng hắn thật sự nhìn thấy. Quả nhiên lực lượng tiên cấp có thể đối kháng lại bóng tối như vậy, nhưng tiên ma kiếm không đủ sức. Lăng Hàn lấy kiếm về, bùm, Cửu Thiên Hỏa rực cháy trên tay Lăng Hàn, tựa như đốt ngọn nến nhỏ trong bóng tối xòe tay không thấy 5 ngón, mặc dù tia sáng rất yếu ớt nhưng đó là nguồn ánh sáng. Được rồi, Lăng Hàn mừng rỡ, nơi Cửu Thiên Hỏa chiếu đến hắn phục hồi lại ngũ giác, lục cảm, hắn như sống lại. Lăng Hàn dán sát vách hang đi tới trước, ánh sáng có hạn, hắn phải đi men theo vách hang để bảo đảm mình không bước nhầm đường. Hang này không quá sâu nhưng vì Lăng Hàn đi rất chậm nên mất nửa ngày mới tới chỗ sâu nhất. Một gian phòng đá, 4 vách đá, chính giữa có một tượng đá, không thay đổi chút gì, thoáng như hôm qua. Lôi Hỏa Đại Đế lên tiếng, giọng nói chất chứa kinh ngạc. Ủa, tiểu tử, sao ngươi đến được? Vì lần trước hổ nữ dẫn Lăng Hàn vào, hắn như con ruồi nhặng xị cả lên. Còn bây giờ Lăng Hàn đi một mình vào đây, làm Lôi Hỏa Đại Đế thấy lạ. Lăng Hàn mỉm cười nói, nếu tiền bối không hoan nghênh thì ta đi vậy. Khoan, Lôi Hỏa Đại Đế vội vàng giữ lại, ngươi tìm được 4 món kia rồi. Lăng Hàn gật đầu nói, may mắn không làm nhục mệnh, ngươi rõ ràng chỉ là Hằng Hà cảnh. Lôi Hỏa Đại Đế tạm dừng, ngươi biến thái quá, khắc nhiều trận pháp trong người mình, tuy mỗi cái uy lực yếu muốn chết nhưng có thể giúp sức chiến đấu của ngươi tăng lên đến sáng thế cảnh tiểu cực vị. Dù là bổn tọa ngày xưa cũng không thể làm được điều này. Lăng Hàn cười nói, hiện tại tiền bối tin tưởng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Lôi Hỏa Đại Đế thúc giục, ở đâu, mau lấy ra đi. Lăng Hàn nói, cái đó. Một tay giao tiền một tay giao hàng, tiểu tử thối nhà ngươi còn sợ bổn tọa quyệt nợ sao? Dù sao đó không phải đỉnh cấp tiên. Lôi Hỏa Đại Đế ngậm miệng, chợt nhận ra mình lỡ lời. Lăng Hàn gật gù, thì ra tiền bối lấy tiên thuật bình thường ra qua loa ta. Lôi Hỏa Đại Đế giải thích, ha, Đại Thần Thông Bất Động Minh Vương Kim Thân đúng là bổn tọa tốn rất nhiều công sức lấy từ một tòa cổ tích, tuy không phải pháp mạnh nhất của bổn tọa nhưng với ngươi thì dư giả, nếu quá mạnh ngươi cũng không học được. Ai kêu bây giờ Lôi Hỏa Đại Đế bị Lăng Hàn nắm thóp làm chi? Thật ra Lăng Hàn chỉ thuận miệng nói vậy, tiên pháp chia ra đẳng cấp cao thấp nhưng còn tùy vào mức độ dùng được. Tóm lại Lăng Hàn cảm thấy Đại Thần Thông Bất Động Minh Vương Kim Thân rất thích hợp với mình. Vậy xin nhờ tiền bối dạy cho. Lăng Hàn lấy 4 món thần vật sừng chân long, lông phượng vũ ra. tượng đá phát sáng tuôn ra một quả cầu ánh sáng trắng bay hướng Lăng Hàn. Chương 1745, lại thêm một người thượng. Lăng Hàn vươn ngón tay ra nhấn vào quả cầu ánh sáng, vô số phù văn lấp lánh trong thức hải, truyền dạy bí pháp mà ngôn ngữ không thể biểu đạt, đó là Đại Thần Thông Bất Động Minh Vương Kim Thân. Lôi Hỏa Đại Đế lên tiếng, "Tiểu tử, làm theo bổn tọa đã dặn đặt 4 món thần vật quanh tượng đá." Lăng Hàn làm theo, trong bụng thì liên lạc với Tiểu Tháp, nếu Lôi Hỏa Đại Đế đột nhiên làm khó dễ hắn sẽ mạo hiểm Hắc Tháp bị Tiên Vương phát hiện mạnh mẽ đánh trả lại. Không còn mạng sống thì bí mật có ý nghĩa gì? Vèo, mắt trái tượng đá bắn ra lôi quang, ánh lửa thì bắn ra từ mắt phải. Tượng đá phát sáng, 4 món thần vật sừng chân long bay lơ lửng, ứng hòa với nhau rồi dung hợp lại. Lôi quang, ánh lửa đan xen cực nóng, khiến Lăng Hàn không thể thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu sau ánh sáng vụt tắt, trước mặt Lăng Hàn xuất hiện một đứa nhỏ. Phỏng chừng 2-3 tuổi, người trần trụi trắng bóc. Lăng Hàn bị sét đánh, thứ này chẳng lẽ là Lôi Hỏa Đại Đế? Tiểu tử thối nhìn cái gì, mau lấy đồ đưa cho bổn tọa. Quả nhiên đứa nhóc phát ra giọng người trưởng thành. Ha ha, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng bổn tọa có thể nói chuyện bằng miệng, sướng. Lăng Hàn ném bộ đồ cho Lôi Hỏa Đại Đế. Lẽ nào tiền bối bị thương nặng luôn ở đây tu dưỡng? Bị ngươi đoán ra rồi. Lôi Hỏa Đại Đế khẽ thở dài. Năm xưa bổn tọa thiên tư hơn người nên khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, đắc tội nhiều người. Sau đó bị một cường giả truy sát, thân thể bị đánh nát, một lũ tàn hồn đi tới cổ giới. Vốn muốn tìm thân thể đoạt xá ai ngờ không gian khác lạ khiến ta rớt vào tiểu thế giới này. Nơi đây có một lực lượng thần kỳ áp chế bổn tọa, làm bổn tọa buộc phải gửi hồn vào sông lôi biển lửa dưới đất, mất ngàn vạn năm mới đúc ra tượng đá này. Vốn bổn tọa muốn dẫn đường cho người sau tìm đến trợ giúp bổn tọa thoát thân, không ngờ bổn tọa không thể khống chế lực lượng phòng ngự trong người. Hắc ám vô tận này tuy bảo vệ tàn hồn của bổn tọa nhưng cũng thành gông xiềng nhốt chết bổn tọa. May mắn lần trước có tiểu nha đầu, hiện tại có tiểu tử nhà ngươi, rốt cuộc bổn tọa được thoát thân. Thân thể này tuy không bằng tiên thai nhưng dù gì là 4 món thánh liệu dung hợp hình thành, miễn cưỡng đủ dùng. Dù sao tiên nhân mạnh về thần hồn chứ không phải thân thể. Lăng Hàn yên lặng lắng nghe, phát hiện Lôi Hỏa Đại Đế có tiềm chất nói nhảm, mới hỏi một câu đã nói tràng giang đại hải. Có lẽ vì Lôi Hỏa Đại Đế cô đơn một mình quá lâu, giờ gặp người sống khó tránh khỏi muốn nói sướng miệng. Lăng Hàn hỏi, tiếp theo tiền bối định làm gì? Lôi Hỏa Đại Đế khẽ thở dài, đương nhiên là tu luyện, tuy bổn tọa dùng vô thượng thần thông dung luyện 4 món thánh liệu thành thân xác nhưng nó chỉ là thánh liệu, bổn tọa bây giờ chỉ có tu vi sáng thế cảnh tiểu cực vị. Hơn nữa thần hồn bị thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không phục hồi lại trình độ cũng được. Lăng Hàn tò mò hỏi, xin hỏi tiền bối ngày xưa tu vi là gì? Tiên phủ, Trảm Trần, Phản Hồn, Tiên Phủ, Thăng Nguyên, Tiên Vương. Tiên phủ là nấc thang thứ 3 trên tiên vực, tương đương với tinh thần cảnh của thần giới, đã đủ để gọi là cường giả. Lăng Hàn nhìn đứa nhóc trước mặt mình, hắn không gọi nổi tiền bối, rất là kỳ cục. Lăng Hàn cười hỏi, người không có tên sao? Đứa nhóc ưỡn ngực vinh váo nói, bổn tọa là Lôi Hỏa Đại Đế. Lăng Hàn liếc qua, không trả lời trả vốn. Nay Lăng Hàn đã hoàn thành lời hứa với đối phương, hai bên đều được lợi, không ai nợ ai. Lăng Hàn phủi tay định đi ra ngoài hang. Lăng Hàn mới đi một bước vạt áo trùng lại, hắn ngoái đầu nhìn thấy một bàn tay nhỏ túm chặt góc áo mình. Lăng Hàn cười nói, ta nói này, chắc không phải người biến nhỏ lá gan cũng nhỏ theo đi, không dám đi ra ngoài một mình. Lôi Hỏa Đại Đế khinh thường nói, phi, năm xưa bổn tọa hoành hành thiên hạ, cổ tích nào không dám vào. Ngươi dám nói bổn tọa nhát gan? Lăng Hàn hỏi, vậy người kéo ta lại làm gì? Lôi Hỏa Đại Đế lúng túng nói, bổn tọa không biết làm sao ra ngoài. Phi, Lăng Hàn xì cười, tự ngươi bày ra thủ đoạn mà không biết làm sao đi ra. Lôi Hỏa Đại Đế nghiến răng nói, vớ vẩn, đó là lúc bổn tọa còn hơi mạnh bày ra, giờ mới có thực lực sáng thế cảnh tiểu cực vị thì phá giải thế nào? Tiểu tử thối này không có ánh mắt gì hết, kêu ngươi mở đường thì lo mà mở đi. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, hỏi, có phí dẫn đường không? Ngươi, cái đầu chỉ biết có tiền. Vẻ mặt Lôi Hỏa Đại Đế ngạc nhiên, sao trước kia chưa bao giờ phát hiện tiểu tử này tham tiền đến mức này. Lăng Hàn cười phá lên, đùa thôi đừng tin thật, nhưng người muốn cảm ơn thì ta không ngại thu chút phí, dù sao là tấm lòng của người. Lôi Hỏa Đại Đế trợn to mắt ốc biu, câm nín với hắn. Lăng Hàn vận chuyển Cửu Thiên Hỏa phá tan bóng tối. A, Lôi Hỏa Đại Đế giật mình kêu lên, ngọn lửa này tại sao khiến bổn tọa thấy rất e ngại? Dù là lúc bổn tọa ở thời kỳ đỉnh cao nhất cũng không muốn chạm vào. Lăng Hàn không giải thích, tổ hỏa rất quý giá, hai người chỉ hơi quen biết một chút, đừng vì báu vật mà làm lật thuyền tình bạn. Một lớn một nhỏ bắt đầu đi trở về, nhưng đi được 2/3 thì Lăng Hàn cảm giác dây thừng cột trên eo thít chặt. Hóa ra một ngày đã đến, nữ hoàng theo lời hẹn bắt đầu kéo dây. Thế là tốc độ của Lăng Hàn tăng lên nhiều, nhóc con như lá cờ bay phấp phới theo. Vèo một tiếng bọn họ đã ra ngoài hang núi, nữ hoàng thấy Lôi Hỏa Đại Đế thì mắt lóe tia ngạc nhiên. Ủa, Lăng Hàn mới vào hang núi đi ra mang theo một đứa nhỏ là sao? Thật là kỳ, nữ hoàng cảm ứng hơi thở cường đại từ người đứa nhỏ, làm nàng như gặp đại địch. Lôi Hỏa Đại Đế bình phẩm nữ hoàng từ đầu đến chân. Ô, tiểu cô nương này đẹp thật, bổn tọa ở trong tiên vực chưa gặp ai đẹp hơn nàng. Lăng Hàn hô tay che mắt đối phương, nương tử của ta đừng ngắm, Lôi Hỏa Đại Đế lầu bầu, xem một chút có mất miếng thịt nào, thật nhỏ mọn. Có lẽ vì cơ thể nhỏ ảnh hưởng lối suy nghĩ của Lôi Hỏa Đại Đế, không nhìn chằm chằm nữ hoàng phong hoa tuyệt đại nữa. Dù sao rảnh, bổn tọa đi theo ngươi dạo một vòng, chờ đến sáng thế cảnh đại cực vị rồi bổn tọa mới vào tiên vực. Ngươi thật sự không biết khách sáo là cái gì. Lăng Hàn nhếch môi cười kỳ dị, ta nói trước sau này người đừng hối hận. Chương 1746, lại thêm một người hạ. Lăng Hàn có rất nhiều kẻ thù, ít nhất Khai Vân Cấm Địa tùy thời sẽ lao đến. Bát Thạch Cấm Địa còn chưa giải quyết xong, nếu đối phương xác nhận Lăng Hàn không thể tái hiện thực lực Thánh Vương thì chắc chắn sẽ vẫn theo dõi hắn. Nói đến tiên vực thì Lăng Hàn phá hủy cơ thể Hàn Kỳ, không chừng ngày nào đó lão tổ Trảm Trần sẽ giá lâm. Đi theo hắn là chuỗi ngày đao quang kiếm ảnh, Lôi Hỏa Đại Đế đâu biết Lăng Hàn là cục tai họa di động, vẻ mặt không cho là đúng. Lôi Hỏa Đại Đế bây giờ dù gì là tiểu thánh, sức chiến đấu tăng lên trung thánh, nguyên cổ giới này có mấy người khiến Lôi Hỏa Đại Đế sợ. Không biết khi Lôi Hỏa Đại Đế thấy một đám đại thánh, thánh vương giết tới, thậm chí lão tổ Trảm Trần xuất hiện thì biểu tình sẽ thế nào. Lăng Hàn về Đại Lăng Triều một chuyến, để lại một ít tài nguyên tu luyện, sau đó lấy Xuyên Vân Thoa ra đi hướng Mộc Đồ Tinh. Nữ hoàng vào Hắc Tháp tiếp tục tham ngộ, nàng cần đột phá thánh vị trong thời gian ngắn nhất. Nếu uy nữ hoàng đột phá sẽ trời long đất lở, tiên thai, tiên vương pháp, cộng thêm ngàn vạn ngôi sao, còn là cùng tu quy tắc hai giới, đột phá một cái lực lượng đến đỉnh tiểu thánh, sức chiến đấu mạnh nghịch thiên, nếu không thì không xứng với ngàn vạn ngôi sao mà nữ hoàng cực khổ vất vả tu ra. Lôi Hỏa Đại Đế không thấy lạ khi Lăng Hàn có thần khí không gian, thứ này rất bình thường trong tiên vực. Lôi Hỏa Đại Đế là kẻ lười biếng, thà ngồi trong Xuyên Vân Thoa mất chút thời gian chứ không chịu tự mình chạy đi. Nhưng Lăng Hàn hỏi Lôi Hỏa Đại Đế vài chuyện khiến hắn hơi hiểu nhiều hơn về tiên vực. Tuy nhiên ngày xưa Lôi Hỏa Đại Đế chỉ đến tiên phủ cảnh, biết nhiều chuyện về tiên vực nhưng mấy chuyện sâu hơn nữa thì hoàn toàn mù tịt. Tại sao trong tiên vực ít ai đến cổ giới? Rõ ràng nơi này có đất rộng mênh mông, sao không thống trị nó? Là vì tiên vực cũng đất đai bao la vô bờ, trong tiên vực lấy đơn vị thế lực là thành, mỗi tòa thành to bằng một hành tinh, một số thành lớn thì cỡ một tinh vực. Nên chỉ cần giành địa bàn trên tiên vực đã đủ, không ai vừa mắt cổ giới, nghèo nàn. Tại sao tiên vực gọi là tiên vực? Vì tiên vực có thần tính tinh hoa bất diệt, nó là mấu chốt cho người sống suốt đời không chết, rời khỏi môi trường đó lâu thì tiên nhân cũng không thể đảo ngược quá trình, tuổi thọ bị mất không khác gì sáng thế cảnh. Vì tranh giành lãnh địa gần như vô dụng mà mất cả mạng sống, ai chịu làm. Nên có người vào cổ giới đi nữa toàn là thấp hơn Trảm Trần, cần nhờ vào thế lực gia tộc đẩy vào cổ giới, một vì rèn luyện, hai là tìm báu vật trong hỗn loạn năm xưa lỡ rơi vào cổ giới. Ví dụ như Hàn Kỳ, Lôi Hỏa Đại Đế không biết lý do cuộc bạo loạn lớn ở tiên vực năm xưa, nghe nói do Tiên Vương làm ra, chỉ Tiên Vương mới có tư cách biết. 2 năm sau Xuyên Vân Thoa đến Mộc Đồ Tinh, Lôi Hỏa Đại Đế như được tái sinh, co chân nhảy nhót khắp nơi. Lôi Hỏa Đại Đế là tiểu thánh, thực lực đánh lại trung thánh, nhưng không đấu nổi với đại thánh, dư sức chạy tới chạy lui nên Lăng Hàn không quá lo. Thiên Phượng Thần Nữ thông qua Hắc Tháp nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn, cho ta ra ngoài đi. Lăng Hàn thả Thiên Phượng Thần Nữ ra, phát hiện hơi thở trên người đối phương cực kỳ cuồng bạo, làm hắn rung động. Thiên Phượng Thần Nữ sắp đột phá. Sáng thế cảnh, Thiên Phượng Thần Nữ được truyền thừa của 3 con Phượng Vương đẩy huyết mạch lên đỉnh cao thần giới, có Lăng Hàn không ngừng cung ứng đan dược. Tham ngộ dưới luân hồi thụ nên nàng gần như không đụng bình cảnh tu luyện, tốc độ không nhanh mới kỳ. Nếu không phải bọn họ bỏ lỡ 10 năm trong minh giới thì Thiên Phượng Thần Nữ càng đến bước này nhanh hơn nữa. Hiện giờ Thiên Phượng Thần Nữ tích lũy chờ lúc bùng nổ, sắp đột phá. Thiên Phượng Thần Nữ cười với Lăng Hàn rồi đạp 2 chân lao vào trời sao. Nếu độ thánh nhân kiếp tại đây sẽ phá hủy nguyên Mộc Đồ Tinh. Lăng Hàn lao vào trời sao theo, tuy hắn không giúp được gì nhưng ít nhất phải đứng một bên xem. Bùm, một lôi vân sinh ra trong vũ trụ lạnh băng tăm tối bao phủ trên đầu kiếm pháp, tia chớp thứ nhất nhanh chóng giáng xuống. Thiên Phượng Thần Nữ mở 2 cánh ánh sáng dài ngàn thước ra nghênh hướng tia chớp, đối kháng kịch liệt. Chỉ trong khoảnh khắc 10 kim quang đại đạo lần lượt trải tới gần, đám cường giả Tinh Xa Đại Thánh xuất hiện, thấy người độ kiếp là Thiên Phượng Thần Nữ thì giật nảy mình. Trừ Tinh Xa Đại Thánh ra, 9 thánh khác đều đi đại hội tuyển đồ đệ ngày xưa, nhưng có ai từng xem trọng Thiên Phượng Thần Nữ. Nếu không phải thánh nhân có trí nhớ siêu tốt thì bọn họ thậm chí không nhớ cái người thiên phú chỉ trung bình này. Đúng vậy, trong Tinh Xa Võ Viện tụ hợp vương giả, Thiên Phượng Thần Nữ ngày xưa chỉ tính là tư chất bình thường. Nhưng ai ngờ một người, tư chất bình thường, lại sắp thành thánh. Tinh Sơ thấy mặt nóng ran, lúc trước gã chọn Cổ Đạo Nhất làm đồ đệ, giờ nghĩ lại Cổ Đạo Nhất muốn thành thánh cũng cần vạn năm. Bây giờ mới qua được bao lâu mà nữ nhân này đã đi đến bước đó. Hình như ai liên quan tới Lăng Hàn đều là yêu quái. 10 thánh cảm thán rằng, trong vòng 3 năm liên tục đi ra 2 thánh nhân, thật không tin được. Lăng Hàn lấy làm lạ, 2 thánh nhân là sao? Lăng Hàn bước tới gần hỏi, còn có ai thành thánh? Cuồng Vũ Thánh Nhân đáp, vô tướng, hả, vô tướng thành thánh. Lăng Hàn không thấy lạ, người ta vốn có lĩnh ngộ thành thánh hoàn chỉnh cộng thêm hiện tại là thân thể ngũ hành, đan dược vô hạn nên đương nhiên mau hơn Thiên Phượng Thần Nữ. Nhưng tới bước này rồi Vô Tướng Thánh Nhân không còn kinh nghiệm gì để lần theo, tốc độ tiến bộ rất xuống đáy vực, sẽ bị Thiên Phượng Thần Nữ từ sau vượt lên trước. Nhóm Lăng Hàn thậm chí sẽ đuổi kịp và vượt qua Nữ Hoàng. Lăng Hàn hỏi, vậy đi đâu rồi, hắn không thấy mặt thánh nhân này đâu. Cuồng Vũ trả lời, sau khi thành thánh 1 tháng thì rời đi, không ai biết hắn đi đâu. Trước mặt Lăng Hàn thì Cuồng Vũ Thánh Nhân không lên mặt tiền bối được. Đùa, Tinh Xa Đại Thánh còn đối xử ngang hàng với hắn, nếu Cuồng Vũ Thánh Nhân nói lời sĩ diện chẳng phải là cưỡi trên đầu sư phụ. Lăng Hàn cau mày, hắn biết trong lòng Vô Tướng Thánh Nhân có chấp niệm là muốn đi tìm 3 nghịch đồ tính sổ. Nhưng Vô Tướng Thánh Nhân đã nói nhiều năm qua rồi, 3 đồ đệ đều có khả năng rất lớn đã vào thánh cảnh. Vô Tướng Thánh Nhân đi chuyến này chưa chắc thắng được, chương 1747, trước sau thành thánh. Nhưng người đã đi mất, Lăng Hàn có lo cũng vô ích, chỉ hy vọng vị thánh nhân này bình yên. Nói sao thì Vô Tướng Thánh Nhân là tiểu thánh, miễn không một lòng muốn tử chiến thì dù là thánh vương cũng khó giữ lại. Thiên kiếp khủng bố, đây là thánh nhân kiếp, bước qua một bước này sẽ được thiên địa công nhận, từ ý nghĩa nào đó là làm việc đại biểu thiên địa, nên rất khó bước ra một bước này. May mà Thiên Phượng Thần Nữ được truyền thừa của 3 vị thánh vương, sức chiến đấu hơn xa trước kia, dư sức đối kháng thiên kiếp. Bán ngày sau, thiên kiếp tán đi, Thiên Phượng Thần Nữ đạp trên một kim quang đại đạo đi tới bên cạnh Lăng Hàn. Thiên Phượng Thần Nữ bị thương đôi chút nhưng toàn là vết chày. 9 tiểu thánh chắp tay nói với Thiên Phượng Thần Nữ, chúc mừng đạo hữu, người ta đã thành tiểu thánh vị tức là ngang hàng với bọn họ. Thiên Phượng Thần Nữ dè dặt gật đầu mỉm cười, nàng không kiều man như Nữ Hoàng, khá là khách sáo với người khác. Thiên Phượng Thần Nữ chim nhỏ nép vào người Lăng Hàn làm đám thánh hâm mộ nhìn. Tự mình thành thánh đã khó, huống gì muốn tìm bạn lữ cùng là thánh nhân. Lăng Hàn đã định trước sẽ thành thánh, phu thê đều là thánh, rất hiếm thấy. Nữ Hoàng lên tiếng, Lăng Hàn, biểu tình Lăng Hàn quái dị, chắc sẽ không trùng hợp vậy đi. Lăng Hàn dùng thần thức hỏi, nàng cũng muốn đột phá. Nữ Hoàng gật đầu nói, thật sự. Lăng Hàn giơ tay lên đưa Nữ Hoàng ra khỏi hắc tháp. Nữ Hoàng lập tức cất bước đi tới chỗ lúc trước Thiên Phượng Thần Nữ độ kiếp. Mây đen mới tán đi lại ngưng tụ. Tinh Xa Đại Thánh, 9 tiểu thánh, thánh nhân nhà các ngươi là bán xỉ sao, thi nhau độ thiên kiếp. Nhớ năm xưa bọn họ có ai không trải qua vô số năm tháng lắng đọng, tích lũy rồi mới bùng nổ phá tan bình chướng sáng thế cảnh, cuối cùng thành thánh nhân vị. Giờ thì hay rồi, mấy người trẻ tuổi hăng tiết gà mới có mấy chục năm đã đột phá. Người so với người tức chết ngươi. Tinh Xa Đại Thánh kinh ngạc kêu lên, cái này, thiên kiếp của Thiên Phượng Thần Nữ rất bình thường, nhưng bây giờ hơi kỳ. Nữ nhân này độ thiên kiếp rất khủng bố, làm Tinh Xa Đại Thánh thấy lòng lạnh lẽo. 9 tiểu thánh bất giác thụt lùi, thiên kiếp chưa giáng xuống mà bọn họ đã dựng đứng lông tóc. Đùng, tia chớp thứ nhất giáng xuống hóa thành một chiến thần hình người, vừa xuất hiện liền vung chiến mâu đâm vào Nữ Hoàng. Ui, 9 tiểu thánh hoảng hốt kêu lên, một kích kia có thể oanh giết ta, bọn họ là loại tồn tại nào? Muốn oanh giết bọn họ trong vòng một kích dù là trung thánh cũng rất khó làm được, phải là đại thánh mới có thể. Hèn gì Tinh Xa Đại Thánh cũng kinh kêu, thiên kiếp này cỡ đại thánh cấp. Trời ạ, đây là thiên kiếp một người mới đột phá thánh nhân nên độ sao. Nếu bọn họ gặp đại thánh, không đánh lại có thể chạy, nhưng thiên kiếp là thử thách của thiên địa, ai trốn thoát được. Tiểu thánh đỡ công kích của đại thánh cấp thì chỉ có đường chết. Nhưng Nữ Hoàng không sợ, tay thon dài múa đánh ra các tiên thuật chống lại thiên kiếp không chút yếu thế. Mọi người câm nín nhìn, ngươi chỉ mới đột phá, tiểu thánh mà đối kháng lại công kích của đại thánh cấp, còn thiên lý không vậy? Vừa rồi bọn họ còn tưởng nhìn nhầm thiên tài lớn như Thiên Phượng Thần Nữ, giờ mới biết còn có người bị họ nhìn lầm hơn nữa, thiên tài như vậy cổ đạo nhất dục ngựa không sánh bằng. Đùng xoẹt xoẹt, các thiên kiếp giáng xuống, tia chớp hình người càng lúc càng nhiều. Mỗi thiên kiếp hình người đều có thực lực đại thánh cấp, không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, sau khi đánh tan nó liền tụ lại, không chết được. Khi số lượng tia chớp hình người lên đến 50 thì hình thành biến chất đè đầu nữ hoàng đánh. Nữ hoàng trợn trừng mắt phượng, hừ, vù 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 vù, các bóng người nhảy ra khỏi thân thể nữ hoàng, là 9 phân thân của nàng. 10 nữ hoàng cùng đối địch thiên kiếp, cảnh này rất đồ sộ, có 60 sức chiến đấu thánh cấp đại chiến, toàn là đại thánh cấp. Đừng nói nhóm tiểu thánh minh tâm thánh nhân trợn mắt há hốc mồm, chính tinh xa đại thánh cũng hết hồn, tự nghĩ nếu mình bị cuốn vào chiến đấu như vậy thì 100% bị tiêu diệt. Tức là tinh xa đại thánh không đánh lại nữ hoàng. Trời à, tuy tinh xa đại thánh chỉ mới là đại thánh sơ kỳ nhưng nữ hoàng vừa trở thành tiểu thánh, hơn nữa đại thánh và tiểu thánh cách biệt lớn biết bao. Chỉ mình Lăng Hàn biết nữ hoàng bất phàm cỡ nào, không nói cái khác, chỉ tính nữ hoàng tu ra 1000 vạn ngôi sao mới đột phá, đây là khái niệm gì? Nếu sức chiến đấu không thể nghịch thiên thì ai thèm tu cực cảnh như vậy? 10 nữ hoàng cùng xuất hiện, không đơn giản là nâng cao lực công kích, mỗi thân thể phân tán đòn công kích mình nhận cho 9 thân thể khác, tương đương với suy yếu công kích gấp 10 lần. Bù qua sát lại nữ hoàng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nửa ngày sau thiên kiếp biến mất, nữ hoàng đứng ngạo nghễ, ánh mắt khinh thường bẽ nghễ trên trời, bá khí như hễ nếu trời có hình thì nàng cũng sẽ đánh luôn. Khi xuống đất nữ hoàng bước tới gần Lăng Hàn, nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn. Nụ cười làm thánh nhân say đắm, nhưng làm gì có thánh nhân nào dám mơ ước nàng. Tinh Sa đại thánh lên tiếng trước, chúc mừng đạo hữu. Ui, đại thánh cũng kêu một tiếng đạo hữu, cái này đại biểu tinh xa đại thánh hoàn toàn công nhận thực lực của nữ hoàng có thể sánh vai với gã, thật ra nàng mạnh hơn gã. 9 tiểu thánh cung kính nói, chúc mừng tiền bối, bọn họ giơ hai tay qua khỏi đầu, đầu hơi cúi xuống. Không gian lan tỏa hương thơm, đó là thiên địa đang vui vì thánh nhân sinh ra, truyền thừa ý chí của thiên địa. Nữ hoàng cười kiêu ngạo, đám người này chúc mừng không đáng được nàng chú ý. Trên đời này nữ hoàng chỉ cần một người, còn lại nàng khinh thường liếc nhìn. Lăng Hàn trả lễ thay nữ hoàng, thiên phượng thần nữ. Ha ha, đa tả các vị. 10 thánh hâm mộ nhìn Lăng Hàn, tiểu tử này không chỉ có nương tử là thánh nhân còn được 2 người. Thật ra là 3 người, hổ nữ sớm thành thánh, đang tu luyện trong tiên vực. Tư chất, bình thường, như Trư Toàn Nhi, Lưu Vũ Đồng đều có cơ hội thành thánh, có nương tử thánh nhân không lạ lùng gì. Lăng Hàn mang theo 2 nữ nhân quay về Mộc Đồ Tinh, đám người Vũ Hoàng chạy lại biết nữ hoàng, thiên phượng thần nữ đều thăng cấp thánh nhân thì vừa mừng vừa tràn đầy áp lực. Nam tử hán đại trượng phu sao có thể bị hạng nữ nhi vượt qua được, còn là 2 người. Mở tiệc rình rang, nguyên võ viện đều chúc mừng. Chương 1748, đè ngược, liên tục ra 2 vị thánh nhân còn chưa đủ oách sao? Nhóm Tử Thần Phong, Thiên Hạ Đệ Nhị, Hồng Ma đều cảm khái, năm xưa bọn họ có thể tranh phong với Lăng Hàn nhưng giờ người ta có 2 nương tử đã thành thánh. Lăng Hàn còn đồ diệt 2 thánh vương, cách biệt quá lớn. Khi cách biệt còn nhỏ sẽ kích thích hùng tâm đuổi theo, nhưng khi bọn họ chỉ có thể ngước nhìn thì ai còn tự tin rào rạt muốn bắt kịp, vượt qua. Tiệc rượu bày nửa tháng thì buổi chúc mừng long trọng mới kết thúc. Lăng Hàn thấy hơi mệt, thầm nhủ khi nào hắn đột phá sáng thế cảnh phải hết sức điệu thấp, không cần bày nhiều trò như vậy. Nhưng ngẫm lại nữ hoàng tươi ngon mê người đang chờ hắn nhấm nháp là tim Lăng Hàn đập nhanh, rón rén vào phòng nàng. Nữ hoàng đang soi gương trang điểm. Nàng vốn xinh đẹp vô cùng giờ hơi tô son chát phấn một chút không làm tăng thêm sắc đẹp, vì nàng đã đẹp đến tột đỉnh rồi, nhưng nó tăng phần quyến rũ cho nàng hơn. Lăng Hàn nuốt nước miếng bước tới ôm eo nhỏ của nàng. Để ta vẽ mày cho nàng, nữ hoàng soi gương nhoẻn miệng cười, tựa như muôn hoa đua nở. Nữ hoàng đưa bút vẽ chân mày cho Lăng Hàn, xoay người lại đối diện hắn. Mắt sáng tựa thu ba, môi anh đào như lửa, dưới cần cổ trắng ngà lộ ra chút khe rãnh nõn nà như ẩn như hiện, khiến tim người đập nhanh. Lăng Hàn cầm bút nhưng loay hoay mãi không vẽ được, rượu không say người tự say, hắn đã say trong sức quyến rũ của nữ hoàng. Lăng Hàn đặt bút vẽ chân mày xuống bên cạnh, ngón tay nâng cầm nữ hoàng lên đặt một nụ hôn. Lần này thì lửa cháy lan tràn, 2 người hôn nồng nàn cởi áo cho nhau. Lăng Hàn rất xúc động, hắn nhịn hơn 100 năm, nhớ đến cháy lòng. Lăng Hàn bế nữ hoàng lên ném xuống giường, như dã thú lao lên. Đang tới lúc đỉnh điểm thì Lăng Hàn khựng lại, nữ hoàng khẽ rên. Mắt sáng dịu dàng như nước. À, Lăng Hàn lúng túng nói. Nhiều lần dừng cương trước bờ vực quá rồi nên quên mất bước tiếp theo làm sao. Nữ hoàng cười khúc khích, nàng bỗng đè Lăng Hàn xuống, cưỡi trên mình hắn. Lăng Hàn chống cự muốn lật người lại. Không được, lần đầu tiên ta không thể để nàng đè ngược được. Nhưng hiện tại nữ hoàng có thực lực gì? Dư sức trấn áp đại thánh sơ kỳ, thậm chí là sơ kỳ chứ huống gì sức chiến đấu tiểu thánh như Lăng Hàn. Nên Lăng Hàn uổng công vùng vẫy. Khi tiến vào một điểm, mái tóc đẹp phập phồng, nữ hoàng như nữ nài ngựa rong ruổi. Lăng Hàn thì sướng đến mỗi khúc xương hòa tan, nhưng hơi buồn bực vì mình bị đè ngược. Đè ngược, tình nồng quấn quýt, đêm xuân ngắn ngủi. Sáng ngày thứ hai Lăng Hàn sung sướng mở mắt ra, nhìn nữ hoàng như mèo con cuộn mình trong ngực khiến hắn mỉm cười, không ngờ dáng ngủ của nàng là như vậy. Tuy hai người đã sớm xem đối phương là bạn lữ nhưng Lăng Hàn luôn sợ súng cướp cò, buổi tối chưa từng ngủ chung. Bỗng Lăng Hàn nhìn đăm đăm, dưới lớp chăn mỏng nữ hoàng không mặc gì, để hắn ngắm hết cảnh xuân. Lăng Hàn nổi máu sói hất chăn lên trùm lại, chỉ thấy dưới chăn mấp máy có quy luật, nữ hoàng rên rỉ như mèo kêu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lăng Hàn và nữ hoàng không xuống giường, như muốn bổ sung trăm năm đã mất. Tình nồng ân ái, đang quấn quýt hoặc sắp quấn nhau. Mãi đến nửa tháng sau Thiên Phượng Thần Nữ không nhịn được nữa kêu hai người xuống giường, nhưng cái giá là nàng bị Lăng Hàn kéo vào ổ chăn, ba người hoang đường vật nhau. Thiên Phượng Thần Nữ xấu hổ muốn chết, nữ hoàng thì không ngại. Miễn Lăng Hàn thích, nữ hoàng sẽ hết sức chiều hắn. Nhưng bọn họ còn nhiều thời gian, hiện tại quan trọng nhất là tu luyện. Bọn họ vẫn không thể xưng hùng trong cổ giới, Thánh Vương là ngọn núi lớn không thể vượt qua. Nữ hoàng, Thiên Phượng Thần Nữ vào Hắc Tháp tu luyện, hai nàng cần ổn định cảnh giới. Lăng Hàn thì cần làm đến cực độ Hằng Hà Cảnh thật sự, rồi trùng kích Sáng Thế Cảnh. Từ nữ hoàng cho Lăng Hàn thấy ngàn vạn ngôi sao mang đến sức chiến đấu tăng cao khủng bố, làm hắn cũng rất khát vọng. Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt lại qua một năm. Nữ hoàng và Thiên Phượng Thần Nữ lo ổn định cảnh giới. Nữ hoàng siêu khủng, nàng vốn là đẳng cấp nguyên lực đỉnh tiểu thánh, ngàn vạn ngôi sao không thể tiến bộ thêm được nữa. Trong một năm qua nữ hoàng luôn tu luyện dưới Luân Hồi Thụ, chỉ ngẫu nhiên qua đêm với Lăng Hàn. Dưới Luân Hồi Thụ một năm tức là hơn 3.000 năm, cộng thêm nữ hoàng vốn có tư chất tiên thai, nàng thúc đẩy lĩnh ngộ theo kịp cảnh giới, chính thức đến đỉnh tiểu thánh. Tốc độ này rất khó tin, có thể thấy được tuy lúc trước nữ hoàng đột phá chậm nhưng tích lũy chờ ngày bùng nổ, nàng một hơi lên đỉnh tiểu thánh, chỉ kiếm vào trung thánh. Nữ hoàng bây giờ dốc hết sức chiến đấu ra có thể tương đương với đỉnh đại thánh, vượt qua bát tinh. Thiên Phượng Thần Nữ kém xa, tuy nàng có truyền thừa của ba con Phượng Vương nhưng khi bước vào thánh cảnh thì tiến bộ chậm chạp. Hiện Thiên Phượng Thần Nữ vẫn còn là tiểu thánh tiền kỳ, cách trung kỳ một đoạn đường rất dài. Lăng Hàn thì mở ra con đường điên cuồng thăng cấp. Lúc trước Lăng Hàn không quên mỗi ngày uống thuốc tích lũy nguyên lực, giờ số lượng ngôi sao đã lên đến 600 vạn nhưng ước chừng còn 3 năm mới đủ số ngàn vạn. Đây đã là cực hạn, trừ phi có thánh dược cung ứng không giới hạn cho Lăng Hàn mới khiến hắn tiến bộ theo chất. Những người khác tiến bộ cũng nhiều, Vũ Hoàng đã đột phá Hằng Hà cực cảnh, cũng tiến quân đến ngàn vạn ngôi sao. Khiến người bất ngờ nhất là Đại Hắc Cẩu thành thánh, một con chó hoang cũng có thể thành thánh. Không chỉ Lăng Hàn thấy kỳ, nhắc tới Đại Hắc Cẩu là mỗi đệ tử đều nghiến răng nghiến lợi. Con Đại Hắc Cẩu thật đáng ghét, trào phúng người không biết mệt mỏi, hoàn toàn không có đạo đức gì. Đại Hắc Cẩu đã có hai đàn em, một con thỏ, một nhân sâm già, cả ba hại võ viện gà bay chó sủa. Sau này Lôi Hỏa Đại Đế tham gia vào tổ hợp kỳ dị, đứa nhóc thánh nhân xuất hiện khiến người rớt tròng mắt xuống đất. Rất nhanh mọi người biết Lôi Hỏa Đại Đế là thánh nhân, chuyển kiếp, dù vẫn rất giật mình vì phục hồi tu vi thánh nhân nhanh chóng nhưng còn trong phạm vi hợp lý. Tuy nhiên 5 năm ngắn ngủi liên tục ra năm thánh nhân đã phá vỡ truyền thuyết ngày xưa, trong đệ tử đợt này chỉ có một người có thể thành thánh. Nên tất cả đệ tử rất là phấn khởi, tốc độ tu luyện của bọn họ chậm chút cũng không sao, dù gì có một chút hy vọng thành thánh. Hôm nay một kim quang đại đạo đột nhiên hiện ra từ trời sao, một thánh nhân bước đến. Chúng thành ra ngoài nghênh đón, vì lỡ thánh nhân này đột nhiên tấn công sẽ gây phá hoại lớn. Nói về chạy thì tiểu thánh không kém hơn Thánh Vương, nên phải cảnh giác trước. Chương 1749, Trọng Gia đến. Nhưng thánh nhân này không xa lạ, là Vô Tướng Thánh Nhân. Lăng Hàn nghe tin liền đi tìm Vô Tướng Thánh Nhân, vị thánh nhân này sắc mặt tái mét, bị thương rất nghiêm trọng. Lăng Hàn nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Nhiều năm qua Lăng Hàn xem Vô Tướng Thánh Nhân là thầy tốt bạn hiền, với tính cách bao che của hắn thấy bộ dạng Vô Tướng Thánh Nhân như vậy tất nhiên rất giận. Vô Tướng Thánh Nhân khẽ thở dài, ta vừa vào thánh liền đi tìm ba nghịch đồ báo thù, kết quả là rất tệ. Lăng Hàn gặn hỏi mới biết trong ba đệ tử cũ của Vô Tướng Thánh Nhân có một người trùng kích thánh vị nhưng không thành, đã chết nhiều năm rồi. Hai đệ tử khác thì rất xuất sắc, chẳng những tiêu hóa đạo quả trước kia của Vô Tướng Thánh Nhân, còn lên một bậc trở thành trung thánh. Vô Tướng Thánh Nhân không báo thù thành công ngược lại bị truy sát, nếu không phải thánh nhân tốc độ ngang ngửa nhau thì gã không đơn giản là bị thương nặng, gã vốn không trốn về được. Vô Tướng Thánh Nhân chờ mòn mỏi bao nhiêu năm khó khăn lắm mới lại thành thánh, nhưng sao báo thù trở nên xa xôi quá, khiến gã rất ức chế. Chờ đến Trung Thánh mới đi báo thù nữa sao? Vô Tướng Thánh Nhân không có tự tin, bước vào Thánh Cảnh muốn đi thêm một bước khó khăn lớn biết bao. Đã qua bao nhiêu ức năm, hai đồ đệ của gã chỉ mới vào Trung Thánh, nếu Vô Tướng Thánh Nhân muốn từng bước đuổi theo trước không bàn tới có làm được không, ít nhất cũng phải mấy ức năm sau. Phải tin vào mình, Lăng Hàn vỗ vai Vô Tướng Thánh Nhân, chờ ta vào Thánh Cảnh sẽ nghiên cứu đan dược thánh cấp, làm ra thánh dược có thể tăng tốc độ đột phá, cho người có thể bắt hai đồ đệ chết tiệt kia, treo chúng lên đánh. Thù sâu như thế phải tự mình báo, mượn tay người khác thì không chút giận được. Vô Tướng Thánh Nhân gật đầu, gã khá tin vào Lăng Hàn. Vô Tướng Thánh Nhân rất là cảm khái quyết định ngày xưa của mình thật chính xác, hiện tại chẳng những trở về Thánh Nhân vị còn bước hướng Trung Thánh, Đại Thánh trong tầm với. Lại mấy ngày nữa, Kim Quang Đại Đạo lần thứ hai trải đến. Cái này, đám Thánh Tinh Xa Đại Thánh thầm giận, có nên dán thông báo Thánh Nhân rảnh rỗi đừng quấy rầy ngay trước Mộc Đồ Tinh không? Cứ từng người đến mãi không ngớt, ong 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 ong, khí thế đáng sợ ập đến, Thánh Nhân mới đến này không phải Tiểu Thánh. Tinh Xa Đại Thánh không vui khịt mũi ức chế khí thế kia. Hừ, một thanh âm ngạo nghễ vênh váo vang lên, bổn tọa là Trọng Giả đến từ Khai Vân Cấm Địa, Tinh Xa Đại Thánh mở miệng nói, Trung Thánh nho nhỏ, không hiểu lễ độ sao? Kim Quang Đại Đạo biến mất, hiện ra một nam nhân trung niên, vóc dáng thon dài, mặt mày rất tuấn tú. Nam nhân trung niên chắp hai tay sau lưng, không hề sợ Tinh Xa Đại Thánh. Nam nhân trung niên nói, lão tổ nhà bổn tọa là Thánh Vương, lần này bổn tọa cố ý phụng mệnh của lão tổ đến. Ngươi xem thường bổn tọa tức là xem thường lão tổ nhà bổn tọa, ý của ngươi là vậy sao? Tinh Xa Đại Thánh rất bực mình, có lão tổ Thánh Vương bộ giỏi lắm sao? Nếu Tinh Xa Đại Thánh chỉ có một mình thì sẽ không mặc cho một Trung Thánh vênh váo, muốn xử sao thì xử. Nhưng Tinh Xa Võ Viện là tâm huyết của Tinh Xa Đại Thánh, không thể buông nó, bỏ nó được. Nên Tinh Xa Đại Thánh không nổi giận, trầm giọng hỏi. Đến vì chuyện gì? Trọng Giả lạnh lùng nói, kêu ác tử Lăng Hàn ra đây. Dám giết người của Khai Vân Cấm Địa bọn họ, hừ. Tinh Xa Đại Thánh cứng họng, tại sao điểm danh tiểu tổ tông này? Tinh Xa Đại Thánh phục rồi, Lăng Hàn thật biết gây sự. Như Tinh Xa Đại Thánh mười mấy năm trước chưa từng gặp Thánh Vương, nhưng từ khi võ viện có Lăng Hàn thì Thánh Vương giá rẻ không cần tiền chui ra. Bình thường thấy mặt còn không có chứ nói gì đắc tội, nhưng Lăng Hàn thì hay rồi, cứ dăm ba hôm lại chọc vào tồn tại như vậy, thể chất kiểu gì vậy? Trời sinh kỵ Thánh Vương sao? Có tiếng cười khẩy nói. Trọng Gia rốt cuộc tìm đến. Lăng Hàn xuất hiện, Nữ Hoàng, Thiên Phượng Thần Nữ đi theo bên cạnh. Một vị Trung Thánh tìm đến, các nàng không yên tâm để hắn đơn độc đi đối mặt. Trọng Giả nhìn Lăng Hàn ngay, con người co rút, đúng như trong hình ảnh ký ức, đây là một tiểu bối chưa bước vào sáng thế cảnh. Rất khó tin là Hằng Hà Cảnh có thể đồ Thánh Nhân, luật thép võ đạo đi đâu rồi. Có điều tiểu tử này chỉ có sức chiến đấu đỉnh tiểu Thánh, giết Trọng Bát Độ đã là cực hạn của hắn, gặp Trung Thánh thì không có chút phần thắng nào. Vì lúc trước hắn bị Long Gia lão tổ một bàn tay đánh bay. Trọng Giả lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, kiêu ngạo nói, đã thấy bổn tọa sao không mau quỳ xuống nhận cái chết. Lăng Hàn mỉm cười hỏi, nhà ngươi có biết nói lý không vậy? Đạo lý, Trọng Giả cười khẩy nói, ta đường đường là Trung Thánh, lời ta nói là đạo lý. Thêm nữa ngươi giết người của Trọng Gia ta, chẳng lẽ còn muốn sống? Trọng Gia không bằng cấm địa khác, vì thời gian thành lập ngắn, trong gia tộc chỉ có một vị Thánh Vương, không có đại thánh nào. Trừ Thánh Vương ra chỉ có 2 Trung Thánh, 4 Tiểu Thánh. Nên Trọng Bát Độ rất được xem trọng, tương lai có dư sức trở thành Đại Thánh, thậm chí thành Tiểu Thánh Vương. Nhưng bây giờ Trọng Bát Độ chết trong tay Lăng Hàn. Lăng Hàn phải chết, không chỉ Lăng Hàn, những ai liên quan đến hắn đều phải chết, không giết máu chảy thành sông làm sao xứng với uy danh của Khai Vân Cấm Địa. Nơi này có một Đại Thánh nên Nữ Hoàng tạm thời không chọc vào, lần này gã sẽ chỉ trấn áp Lăng Hàn rồi mang về Khai Vân Cấm Địa huyết tế. Khai Vân Vương sẽ tự mình giáng lâm, xoát sổ tất cả sinh mệnh trong hành tinh này. Uy cấm địa không thể xúc phạm, nếu ai phạm thì chém tận giết tuyệt, không mọc một cọng cỏ. Lăng Hàn gật đầu nói, ngươi nói vậy thì ta yên tâm, ta thích nhất là đạp lên ác bá như ngươi, cảm giác trừ hại cho dân rất tuyệt vời. Trọng Giả cười khẩy nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi cho rằng có một đại thánh ở bên cạnh thì bổn tọa không dám động ngươi sao? Trọng Giả cho rằng Lăng Hàn ỷ vào Tinh Xa Đại Thánh, gã nhếch mép cười khẩy. Tinh Xa Đại Thánh dám nhúc nhích không? Trọng Giả liếc mắt qua, chợt con người co rút. Hai nữ thánh nhân, ui, đẹp quá. Trọng Giả chỉ lướt qua mặt Thiên Phượng Thần Nữ sau đó ngừng lại trên mặt Nữ Hoàng, tim đập nhanh. Tuyệt sắc, thật là tuyệt sắc. Trọng Giả là thánh nhân, vốn nên là trời sập trước mắt cũng không dao động, nhưng bây giờ tim của gã đập rất nhanh như mối tình đầu, như lần đầu tiên hợp hoan với nữ nhân, làm trái tim võ đạo của gã mất sạch chỉ còn bản năng bẩm sinh. Chương 1750, giao ác tử ra. Gã muốn nữ nhân này. Trọng Giả chỉ vào nữ hoàng, hỏi Lăng Hàn, nàng là nữ nhân của ngươi. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, nương tử của ta, đừng đoán mò nếu không sẽ chết nhanh hơn. Ha 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 ha, Trọng Giả không thèm dể mắt tới lời uy hiếp đó, nàng này chỉ là một tiểu thánh, 1000 tiểu thánh ở trước mặt trung thánh cũng không đáng gì, lật tay là đẻ bẹp. Đại Hắc Cẩu xuất hiện, bổn tọa đến đây, một đứa nhóc 4-5 tuổi đi bên cạnh Đại Hắc Cẩu, còn có con thỏ cao cỡ nửa người, mắt như ngọc thạch đỏ rực. Một nhân sâm biết đi đường, thô cỡ cánh tay người, mọc ra mắt mũi miệng. Đây là tổ 4 người nổi tiếng gây sự trong võ viện, khiến người nghe biến sắc. Đại Hắc Cẩu đứng thẳng, gãi mông, tên xấu xí nào tới tìm tiểu đệ của ta làm chi? Móng vuốt chó và da sắt ma sát phát ra tiếng sắc nhọn khiến người khó chịu hộc máu, nhưng Đại Hắc Cẩu không quan tâm, đặt móng chó gần mũi người rất là say mê. Khóe môi Trọng Giả co giật, Khai Vân cấm địa rất là phong kín, Trọng Giả chưa gặp qua nhiều thánh nhân, đặc biệt cái loại hoàn toàn không có phẩm hạnh này làm vặn vẹo nhân sinh quan của gã. Lôi Hỏa Đại Đế đá bay Đại Hắc Cẩu, xéo, Lôi Hỏa Đại Đế cũng cợt nhả hỏi, tiểu tử này là bổn tọa bảo kê, ngươi muốn làm gì? Khóe môi Trọng Giả lại co giật, thánh nhân tí hon vậy sao? Chắc đối phương linh hồn đoạt xá, nhưng đoạt xá sinh ra cảnh giới sẽ bị 2 tầng hạn chế là linh hồn và thân thể, đây là nguyên lý thùng gỗ, quyết định từ miếng gỗ ngắn nhất trong thùng. Thánh nhân nhỏ như vậy là khái niệm gì? Dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ thì mới được vài năm. Người nơi này toàn là quái vật sao? Một Hằng Hà Cảnh có thể đồ thánh, một tiểu thánh 4-5 tuổi, một con chó thánh tiện tận xương. Đại Hắc Cẩu lao về đánh nhau với Lôi Hỏa Đại Đế. Gâu, tiểu tử thối, cẩu ra cắn mông ngươi thành 3 miếng mới được. Một người một chó đều không tầm thường, Lôi Hỏa Đại Đế thì khỏi phải nói, vốn là cường giả tiên phủ cảnh, giỏi 2 loại quy tắc lôi, hỏa hơn xa đẳng cấp thánh nhân. Nhưng hiện giờ cảnh giới không đủ khiến sức chiến đấu của Lôi Hỏa Đại Đế chỉ đến trung thánh. Đại Hắc Cẩu thì càng quái thai, khí lực rất mạnh, sức chiến đấu trung thánh đánh vào người nó cũng không chảy ra sứt mẻ gì. Đại Hắc Cẩu há mồm táp Lôi Hỏa Đại Đế không chút yếu thế. Trọng Giả nhìn một hồi rất muốn hộc máu, thật đáng sợ, rõ ràng chỉ là 2 tiểu thánh nhưng có sức chiến đấu cấp trung thánh, dư sức ngay mặt đối kháng với Trọng Giả. Không lẽ gã tu luyện trong cấm địa quá lâu, thế giới đã hoàn toàn khác lạ rồi sao? Trọng Giả cố bình tĩnh lại, không sao, dù thế nào cũng chỉ có sức chiến đấu cấp trung thánh, Khai Vân cấm địa có một vị thánh vương tọa trấn, trung thánh bình thường thật nhỏ bé. Trọng Giả khịt mũi, đồ vô tri. Trọng Giả lại nhìn Lăng Hàn, ác tử, còn không đi ra quỳ nghe xử phạt. Tinh Xa Đại Thánh không nhịn được nữa, đừng quên bổn tọa còn ở đây. Tinh Xa Đại Thánh dù gì là một vị đại thánh, thế mà bị lơ đẹp là sao? Trọng Giả không thèm nể nang, không muốn chọc giận lão tổ nhà bổn tọa thì bổn tọa khuyên ngươi ngoan ngoãn đứng một bên đi. Đùa, là người của cấm địa cần để mắt tới thánh nhân khác sao? Tinh Xa Đại Thánh tức xì khói hử mũi, đừng lôi thánh vương ra đè bổn tọa, ngươi tưởng chúng ta không có bối cảnh thánh vương sao? Mấy năm trước có rất nhiều cấm địa kết đồng minh với Lăng Hàn, Tinh Xa võ viện đại biểu hắn. Khai Vân cấm địa nhà ngươi ghê gớm đến mấy, có thể cùng lúc đối địch với nhiều cấm địa không? Trọng Giả cười khẩy nói, theo bổn tọa thấy càng lúc càng hồ đồ, mơ tưởng muốn đối địch với Trọng gia ta. Khai Vân cấm địa quá khép kín, đâu biết Lăng Hàn đã từng đại phát thần uy chém 2 thánh vương. Trọng Giả cho rằng Tinh Xa Đại Thánh chỉ là đang cố hù dọa. Tinh Xa Đại Thánh rất muốn đập chết Trọng Giả, nhưng kết minh với nhiều cấm địa không có nghĩa là gã có thể thoải mái ra tay, khi nào gã chiếm lý thì cấm địa khác mới ủng hộ. Tinh Xa Đại Thánh không phải Lăng Hàn, Tinh Xa Đại Thánh tức run người nhưng dáng nhịn, vung tay áo nói. Cút cho bổn tọa, Trọng Giả kiêu ngạo nói, giao ác tử này ra thì bổn tọa sẽ đi, lần này mang Lăng Hàn đi, lần sau Khai Vân Vương sẽ đích thân giá lâm diệt sạch sinh linh trên hành tinh này. Mắt Tinh Xa Đại Thánh hấp háy tia sáng lạnh, chợt lao đến trước mặt Trọng Giả, đang muốn ép gã đổ thánh phải không? Chợt có tiếng quát hiêu kiều, tránh ra. Nữ hoàng bước gót sen thướt tha mà vô cùng bá khí. Nữ hoàng đi tới bên cạnh Tinh Xa Đại Thánh, bịch, nữ hoàng giơ tay đẩy đại thánh này sang một bên. Hiện tại nữ hoàng rất mạnh, Tinh Xa Đại Thánh không đánh lại nàng. Trọng Giả thì cho rằng Tinh Xa Đại Thánh thấy mỹ nữ nhũn chân, gã cười khẽ. Nàng đang tự mình đưa lên cửa sao? Cũng tốt, bắt lấy rồi mang đi luôn. Tiểu thánh muốn trốn thì trung thánh không đuổi theo kịp, nhưng nếu đối phương cứ nhất quyết muốn chiến thì bắt dễ như chơi. Dám nói năng bỗ bã với phu quân của ta. Khuôn mặt nữ hoàng kiêu ngạo nói, ngươi là ai? Nữ hoàng rất đẹp, phong tình quá mê người, dù nàng tức giận cũng khiến người động lòng. Trọng Giả là người bị chỉ vào mũi mắng nhưng gã không thấy tức giận, càng muốn quỷ liếm ngón chân nữ hoàng hơn. Tim Trọng Giả rất cái bịch, gã là thánh nhân nhưng tại sao tâm tính dao động dễ dàng như vậy? Nàng đẹp rất kinh người. Trọng Giả không trả lời, bỗng thò tay ra muốn bắt nữ hoàng. Nữ hoàng quát, to gan, nữ hoàng vỗ trưởng, bùm, nữ hoàng phất tay bắn ra luồng kiếm quang vọt lên cao. Phập, Trọng Giả bị tước thành hai nửa, từ vai trái đến sườn phải, máu tuôn như suối. Nửa người trên của Trọng Giả từ từ trượt xuống, biểu tình tràn đầy ngạc nhiên, đến bây giờ vẫn chưa phản ứng lại. Sao có thể mạnh như vậy? Gã là trung thánh, vậy mà không đỡ được một chiêu của đối phương. Trọng Giả vội vàng vận chuyển nguyên lực, căn nguyên sinh mệnh ổn định hai nửa thân thể, khóa lại sự sống. Nhưng trong kiếm của nữ hoàng ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ, Trọng Giả có thiêu đốt căn nguyên cũng vô dụng, sự sống nhanh chóng xói mòn. Trọng Giả sợ hãi mặt xanh mét, với người bình thường thì cơ thể thành hai khúc là chết chắc, nhưng với thánh nhân chỉ là chuyện nhỏ, miễn ghép thân thể lại, vận chuyển nguyên lực thì không lâu sau sẽ lành lặn ngay. Nhưng sự việc khác hẳn với Trọng Giả tưởng tượng, sát khí đáng sợ trùng kích trong cơ thể, sức phá hoại mạnh mẽ vượt xa tốc độ phục hồi của gã, cứ tiếp tục thế này gã sẽ hình thần đều diệt. Chương 1751, đối sách. Trọng Giả hoảng, cảm giác ưu việt về cấm địa biến mất hết. Trọng Giả vội vàng thần hồn xuất khiếu, không thể giữ lại thân xác này nữa, sẽ khiến thần hồn mục nát theo, gã cần đoạt xá trọng sinh. Khi Trọng Giả thần hồn xuất khiếu bay ra thì thấy nữ hoàng đẹp tuyệt trần làm đạo tâm của gã dao động đang vẻ mặt sát khí nhìn gã, lại giơ tay lên. Bốp, thần hồn của Trọng Giả bị chém, trời đổ mưa máu tiếc thương cho một vị thánh nhân chết. Trọng Giả rất oan, vốn một thánh nhân muốn chạy trốn thì có cơ hội rất lớn, nhưng ai kêu Trọng Giả không thèm để nữ hoàng vào mắt, còn mơ bắt nàng kim ốc tàng kiều, kết quả là tự nếm trái đắng. Đám người Tinh Xa Đại Thánh biểu tình quái dị, đúng là không phải người một nhà thì không ở chung nhà. Lúc trước Lăng Hàn đồ thánh, bây giờ đến lượt nữ hoàng đồ thánh, dường như trung thánh ở trong mắt bọn họ chỉ là con heo. Nhưng nữ hoàng dám xuống tay giết vì có chỗ dựa, Lăng Hàn còn có thể phát huy lần nữa, có thực lực chém gục thánh vương, không cần lo. Mặt ngoài Lăng Hàn cười híp mắt nhưng lòng thì thầm nhe răng. Lần sau sẽ là Khai Vân Vương tự mình đến, nhưng hắn không thể dùng hắc tháp, làm sao bây giờ? May mắn dù có sợi tơ nhân quả khiến Khai Vân Vương phát hiện Trọng Giả chết ngay, nhưng Trọng Giả phải mất 4-5 năm mới chạy tới đây, chứng minh Khai Vân cấm địa cách bọn họ rất xa. Lăng Hàn còn 4-5 năm, Lăng Hàn trồng cằm, hương, nếu Lăng Hàn đi cầu viện mấy thánh vương trong cấm địa tương đương với nói cho họ biết hắn không còn lá bài oanh giết thánh vương, một số cấm địa có lẽ sẽ thành thật nhưng vài cấm địa khác thì... Ha ha, thôi thì vậy, 4 năm sau ta mở hội giao lưu báu vật, kêu hết đám thánh vương tới. Lấy lý do là thảo luận võ đạo giữ bọn họ lại 8-10 năm, khi đó Khai Vân Vương tìm đến thì các thánh vương sẽ ra tay thay ta. Tốt, quyết định vậy đi, trong võ viện có nhiều hậu bối của các cấm địa, chỉ cần qua bọn họ đưa tin là được, hắn mời đám thánh vương 4 năm sau lại tụ họp ở Mộc Đồ Tinh. Lăng Hàn bắt đầu khổ tu, mời đám thánh vương tới dù gì chỉ trấn tình hình, chủ yếu vẫn là dựa vào thực lực của mình. Muốn trở thành thánh vương trong vòng 4 năm là không thể nào, nhưng thành thánh nhân thì không khó, nữ hoàng là ví dụ tốt nhất. Miễn bước vào thánh cảnh thì thực lực của Lăng Hàn sẽ tăng vùn vụt, đương nhiên ngang ngửa với đại thánh. Khi đó dù Lăng Hàn không đánh lại ít nhất có thể chạy, thách Khai Vân Vương cũng không dám làm gì Tinh Xa võ viện, không thì sẽ bị điên cuồng trả thù. Trừ phi đời này Khai Vân Vương không rời khỏi hang ổ, mỗi tộc nhân Trọng gia đều làm rùa đen rút đầu, nếu không Khai Vân cấm địa vẫn sẽ gặp xui xẻo. Đạt đến đẳng cấp nhất định phải tuân theo vài quy định như họa không hại người nhà. Cùng với lời mời của Lăng Hàn là tin Trọng Giả chết, khi truyền vào tay các cấm địa thì đám người thánh vương cảm khái tính cách của hắn nóng như lửa, ngoài ra càng khẳng định hắn có lá bài tẩy thánh vương không thì sao dám làm như vậy. Trong hắc tháp, mọi người đều đang khổ tu, thực lực mỗi người tăng vùn vụt. Chỉ cần nữ hoàng bước vào đại thánh vị là có thể mở ra cánh cửa tiên vực, ngày bọn họ vào tiên vực đang đếm ngược dần. 1 năm rưỡi qua đi, số lượng ngôi sao của Lăng Hàn lên đến 800 vạn. 3 năm sau, số lượng ngôi sao của Lăng Hàn đến 999 vạn 9.999 ngôi sao. Giống như nữ hoàng, Lăng Hàn một đường lăn bánh tạm dừng tại đây, gặp bình cảnh thật sự. Lăng Hàn không có thời gian ân ái với nữ hoàng, thiên phượng thần nữ, suốt ngày tham mộ dưới luân hồi thụ, sau đó bị nữ hoàng lôi đi đè ngược. Muốn tu luyện cũng được nhưng không thể quên, mớm no cho phu nhân. Lăng Hàn bế quan nửa năm mới tu ra ngôi sao cuối cùng. Ngàn vạn ngôi sao, đỉnh Hằng Hà cực cảnh. Lăng Hàn lại bế quan, nửa năm nhoáng qua, các cường giả cấm địa lục tục đến dự lời mời của Lăng Hàn, tham gia thịnh hội luận đạo và trao đổi báu vật. Lăng Hàn kết thúc bế quan, hắn đã chạm tới biên giới sáng thế cảnh, tin tưởng không lâu sau sẽ chính thức bước ra một bước này. Lăng Hàn kêu Lôi Hỏa Đại Đế tới lo truyền đạo cho các thánh vương để câu giờ, vì theo phỏng đoán Khai Vân Vương tùy thời sẽ xuất hiện, có phải là bây giờ, hoặc 1 năm, 10 năm sau. Nhưng tin tưởng sẽ không quá lâu, liên tục chết hai thánh nhân, sao có thể nhịn nhục được. Lôi Hỏa Đại Đế lên đài làm đám thánh vương như bị sét đánh. Một đứa nhóc chưa tới 10 tuổi giảng đạo với bọn họ. Nhưng bọn họ phát hiện đứa nhỏ này là thánh nhân, còn là trung thánh. Chờ Lôi Hỏa Đại Đế mở miệng thì các thánh vương chỉ còn biết cung kính lắng nghe. Từng chữ như châu ngọc, từng lời như đạo. Lôi Hỏa Đại Đế là cường giả đẳng cấp gì? Tiên phủ cảnh, tuy cảnh giới bây giờ rớt xuống thánh nhân vị, chỉ vài năm Lôi Hỏa Đại Đế từ tiểu thánh bước hướng trung thánh, tốc độ nhanh khiến người tức giận. Lôi Hỏa Đại Đế lĩnh ngộ đại đạo thì không thiếu bớt chút nào. Lôi Hỏa Đại Đế tùy tiện nói vài lời đã khiến các thánh vương chấn động phục sát đất. Học không phân biệt lớn nhỏ, người ta chỉ có thân thể nhỏ, trời biết trước khi đầu thai thì người này là lão quái sống bao nhiêu năm. Lăng Hàn không vào hắc tháp nữa, hắn linh cảm đột phá trong vòng vài ngày này. Lôi Hỏa Đại Đế giảng đạo suốt 3 tháng, các thánh cảm giác như mới qua một ngày, tất cả bơi trong biển đại đạo như tùy thời sẽ đột phá. Đương nhiên chỉ là giả, đa số thánh vương đã đến đỉnh, muốn đột phá phải bước vào trảm trần. Nhưng khi nào ở tiên vực mới hoàn thành bước này được, vì dù là thần giới hay minh giới đều thiếu một yếu tố là thiên địa giống tiên vực. Trảm trần tức là thọ nguyên vô hạn, nhưng cái này cần vật chất bất diệt giữ gìn, chỉ tiên vực mới có. Đạo của Lôi Hỏa Đại Đế quá cao sâu làm bọn họ cái hiểu cái không nên có ảo giác mình sắp đột phá. Cảm giác đột phá chỉ là giả, nhưng nếu bọn họ tiêu hao hết những gì Lôi Hỏa Đại Đế truyền đạo thì sức chiến đấu sẽ tăng mảng lớn. Thật ra được lợi lớn nhất là Tinh Xa Đại Thánh và 9 tiểu thánh nhóm Minh Tâm Thánh Nhân. Bọn họ là chủ nhà tất nhiên được vào đạo tràng nghe, bọn họ còn xa mới chạm tới cảnh giới trảm trần nên được ích lợi rất lớn. Bọn họ không thể tưởng tượng đứa nhóc một trong tổ 4 người phá làng phá xóm có hiểu biết về đại đạo kinh người như vậy, thánh vương còn nghe mê mẩn đến mất ăn mất ngủ. Chương 1752, sợ chạy, ong 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 ong. 3 tháng sau, một ngày nào đó, một kim quang đại đạo trải dài đến, thánh uy cường đại tràn ngập, không chút che giấu địch ý và sát khí phát tán trên mộc đồ tinh. Uy của thánh vương, các thánh vương giật mình tỉnh lại, lộ vẻ bực bội. Đùa, chỗ này đang có mấy chục thánh vương luận đạo, cộng lại có thể đâm thủng trời. Nhà ngươi là cái đinh gì mà dám một mình khiêu khích tập thể thánh? Các thánh vương cùng phát huy, đưa hơi thở của mình ập hướng kẻ xâm nhập. Hừ, Khai Vân Vương hoảng hồn tái mặt, sau khi Trọng Giả chết Khai Vân Vương liền bắt giữ sợi tơ nhân quả, biết tin người chết làm lão cực kỳ tức giận. Trên đời có kẻ dám đụng vào hậu nhân của lão. Khai Vân Vương liền lao ra, nhưng vì Khai Vân Cấm Địa cách chỗ này quá xa, vì lão vốn cố ý thành lập cấm địa ở nơi xa như vậy. Khai Vân Vương không muốn láng giềng với cấm địa khác, vì chột dạ, trong lòng lão lo sẽ bị các cấm địa vây giết. Sau khi đến Mộc Đồ Tinh thì Khai Vân Vương không kiềm chế sát khí của mình thêm được nữa, bộc phát ra sát khí, đường đường là thánh vương còn e ngại cái chi. Nhưng bỗng có mấy chục hơi thở mạnh mẽ phản kích lại, có ít nhất 10 hơi thở không thua gì lão, làm Khai Vân Vương hoảng hồn dựng đứng lông tơ. Chuyện gì đây? Khai Vân Vương định co giò bỏ chạy, bản năng cho rằng đây là cái bẫy dụ lão ra rồi vây giết. Lúc trước Khai Vân Vương phản bội Hà Thiên Vương được một phần Tiên Vương Pháp là bí mật các cấm địa không biết, nhưng việc này luôn quanh quẩn trong lòng lão lo lắng có ngày bị người biết sẽ chịu các cấm địa vây công. Tiên Pháp như thế ở trong Trọng Gia chỉ khi nào vào thánh vị mới được truyền dạy, bỏ thêm hạn chế trong thần hồn, nếu bị cưỡng ép siêu hồn sẽ tự động nổ để không lộ ra bí mật. Khai Vân Vương mới đến nơi phát hiện mấy chục hơi thở thánh vương tràn ngập địch ý nên sợ ướt quần. Vèo, Khai Vân Vương xoay người co giò chạy. Cái này, đám thánh vương thộn mặt ra, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Lúc đến thì hùng hổ nhưng chớp mắt hèn đến mức không dám ló mặt ra, muốn làm gì? Một thánh vương mở miệng hỏi, đó là Trọng lão quỷ của Khai Vân Cấm Địa đúng không? Nguyên thần giới chỉ có bấy nhiêu thánh vương nên biết rõ hơi thở của nhau. Thanh Vũ Thánh Vương khinh thường nói, vẫn nhát gan như cũ. Một thánh vương đang nói chợt ngừng bặt, không thể trách hắn, dù sao. Ha ha, mấy thánh vương khác hiểu ý thánh vương kia. Năm xưa Khai Vân Vương theo dưới tay Thiên Hà Vương, sau đó Thiên Hà Vương bị Khai Vân Vương bán đứng, chịu nhiều cấm địa vây công nhưng đến nay không thấy Tiên Vương Pháp đâu. Khai Vân Vương lo cấm địa khác chĩa mũi dùi sang mình. Khai Vân Vương suy nghĩ nhiều, nếu không liên quan ích lợi tuyệt đối thì thánh vương không dễ đánh nhau. Dù 10 thánh vương vây công một người cũng phải trả giá hy sinh một, hai đồng bạn mới giải quyết được thánh vương đó. Thánh vương mà liều mạng thì rất đáng sợ, có thể trong cổ giới tu đến độ cao như thánh vương thì ai chẳng phải là kỳ tài ngút trời, có ai yếu hơn ai. Một thánh vương biểu tình quái dị nói, hắn đến báo thù, nhưng cảm ứng chỗ này có nhiều thánh vương sợ chạy rồi. Đám thánh vương bật cười, đúng là tình cờ. Trọng lão quỷ hùng hổ chạy tới báo thù, vừa đúng lúc gặp các thánh vương tham gia thịnh hội luận đạo, trao đổi báu vật nên sợ quá chạy về. Hả, đám thánh vương sửng sốt, trên đời này chưa bao giờ có cái gọi là tình cờ, chỉ có cố ý sắp đặt. Tại sao Lăng Hàn triệu tập bọn họ lại đây ngay thời điểm này? Không lẽ, tiểu tử kia không còn thủ đoạn đồ thánh vương nên sau khi Trọng Giả chết cố ý mời bọn họ tới, chắn một đao thay hắn sao? Rất có thể, đám thánh vương toàn là cáo giả, trong bụng suy đoán mặt ngoài thì không lộ vẻ gì, tiếp tục đại hội luận đạo. Có vài người trong bụng cong cong quấn quấn, có lẽ đây là cơ hội. Lăng Hàn nhìn lướt qua các ánh mắt thánh vương thay đổi nhỏ, cười nói. Các vị, lần này mời mọi người đến còn có một việc là chứng kiến chúng ta nhập thánh. Lăng Hàn đột nhiên phát ra hơi thở đã kiềm chế, hơi thở cường đại không ổn định chuyển động, trên bầu trời liền kéo mây đen, thiên kiếp nhanh chóng uốn nhưỡng. Cái gì, tiểu tử này sắp thành thánh? Đám thánh vương giật nảy mình, mấy năm trước khi gặp Lăng Hàn thì tiểu tử này mới chỉ là hằng hà cảnh đại cực vị, mới qua bao lâu mà hắn sắp thành thánh rồi. Cái này, sau khi thành thánh dù Lăng Hàn không còn thủ đoạn tàn sát thánh vương cũng dư giả thực lực bảo vệ mình. Tiểu thánh muốn chạy, thánh vương cơ bản không bắt kịp. Một số thánh vương thầm nghĩ hay là thừa dịp cơ hội cuối cùng này oanh giết Lăng Hàn đi. Thế giới này hiện thực đến lạ, các cấm địa thân thiện với Lăng Hàn, trừ vài thánh vương thật lòng muốn hợp tác ra, đa số chỉ vì hắn có thể đổ hai thánh vương nên mới xưng huynh gọi đệ với hắn, cả đám cười nói vui vẻ. Nhưng nếu Lăng Hàn mất đi thực lực đó thì biến thành miếng thịt mỡ trong mắt bọn họ, có bí mật lớn kinh người. Trong phút chốc bảy thánh vương lộ sát ý âm trầm, bọn họ dục dịch. Lăng Hàn cất bước đi vào trời sao, hắn không thể độ kiếp trên Mộc Đồ Tinh, nếu không một tinh thể đều bị thiên kiếp hủy mất. Lăng Hàn mới vào trời sao liền cảm ứng được hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Thánh vương, Khai Vân Vương chưa đi xa, vẫn rình rập xung quanh. Khai Vân Vương thấy Lăng Hàn thì tức giận quát, ác tử, trên người đối phương có sợi tơ nhân quả, Trọng Bát Độ chết vào tay tiểu tử này, giờ hắn đi ra chịu chết sao? Đùng, Khai Vân Vương chưa kịp ra tay thì lôi vân dày đặc, một tia chớp giáng xuống hóa thành người sấm sét khổng lồ tấn công Lăng Hàn. Khai Vân Vương héo, với thực lực của lão thấy rõ Lăng Hàn đang độ thánh nhân kiếp, còn là từ hằng hà cảnh bước hướng sáng thế cảnh. Vấn đề là động tĩnh này quá lớn, gần bằng đại thánh kiếp, ui, sao có thể vậy được, tiểu thánh kiếp mà gần bằng đại thánh kiếp thì biến thái cỡ nào. Khai Vân Vương không dám ra tay, lão mà công kích Lăng Hàn vào lúc này sẽ bị cuốn vào thiên kiếp. Thánh Vương kiếp từ cơ bản khuếch đại ra thì, Khai Vân Vương không dám tưởng tượng nó sẽ đáng sợ đến mức nào. Có một điều chắc chắn rằng thiên kiếp đó dư sức giết Khai Vân Vương. Vì giết tiểu thánh mà chôn luôn mình, đồ ngu mới làm, chương 1753, siêu cấp đại kiếp nạn. Hơn nữa Khai Vân Vương không tin Lăng Hàn có thể độ qua thiên kiếp như vậy, trên đời có tiểu thánh nào ghê gớm như thế, có thực lực ngang ngửa đại thánh. Ong 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 ong, các kim quang đại đạo trải trong trời sao, các thánh vương cấm địa xuất hiện xem Lăng Hàn độ kiếp. Có thánh vương chào Khai Vân Vương, trọng lão quái, Khai Vân Vương cực kỳ cảnh giác gật đầu với đối phương, sau đó lão nhận được một thần thức truyền âm cung cấp nhiều tin tức cho lão. Lăng Hàn từng đồ thánh, không chỉ một thánh, trong đó còn có thánh vương. Bên minh giới truyền tin Lăng Hàn thậm chí giết rất nhiều thiên ma. Tiểu tử này có thể dung hợp quy tắc của hai giới nên được nhiều cấm địa xem trọng, sau này rất có thể sẽ làm hạch tâm dung hợp hai giới. Lùi một bước cho dù hắn không dung hợp hai giới cũng có thể mở cánh cửa tiên vực, mang theo nhiều cấm địa trở về tiên vực. Khai Vân Vương đầu tiên là giật mình sau đó cười nhạt, Lăng Hàn mời nhiều thánh vương đến rõ ràng là muốn đối phó với lão. Nói vậy là đối phương không còn thủ đoạn đồ thánh vương nữa. Mắt Khai Vân Vương hấp háy tia sáng, thầm nghĩ có nên mạo hiểm lớn chờ Lăng Hàn độ thiên kiếp xong xuống tay, chiếm lấy tất cả bí mật của đối phương không? Vấn đề là lỡ như Lăng Hàn còn giấu hậu chiêu, hắn cố ý giả bộ nhưng thật ra còn ém thủ đoạn đồ thánh vương thì sao? Thì tiêu đời, không chỉ Khai Vân Vương, mấy thánh vương khác cũng phỏng đoán khả năng này, dù sao chỉ cần giữ quan hệ tốt đẹp với Lăng Hàn là bọn họ có thể đi vào tiên vực. Trong cổ giới bị tàn phá bọn họ còn được đến thánh vương thì vào tiên vực không khó khăn bước hướng Trảm Trần. Lão tổ Trảm Trần, vạn cổ bất diệt, thọ cùng trời đất. Một bên là rất có thể trở nên càng mạnh, một bên là thành tiên bất diệt, thật khó để lấy hay bỏ. Quan trọng hơn lỡ như đây là cái bẫy, bọn họ chẳng những không thể thành tiên còn phải chết thì sao? Thắt não quá, hiện tại ít ra không ai dám hành động, người nào dám dục dịch với thiên kiếp như vậy. Ai đụng vào kẻ đó chết, Lăng Hàn cũng hơi sợ, thực lực của hắn bây giờ có thể đối kháng thiên kiếp đại thánh cấp, vấn đề là hắn còn muốn rèn luyện thần tốc, tức là hắn chẳng những không thể đánh trả còn phải giảm lực phòng ngự về số 0. Lăng Hàn chỉ do dự một chút rồi quyết định, liều luôn. Hiện Lăng Hàn rất cần thực lực, bầy sói đang trực chờ, chỉ khi có thực lực cường đại hắn mới có năng lực tự bảo vệ mình. Bùm, Lăng Hàn tự đánh nát thần cốt, nhận thiên kiếp rèn luyện. Mấy người tiếc thương kêu lên, đã chết, một số tiếc vì Lăng Hàn chết thì không ai mang bọn họ vào tiên vực, số khác tiếc vì hắn hồn phi phách tán trong thiên kiếp, nghĩa là bí mật cũng chôn vùi trong thiên địa. Nhưng bọn họ phát hiện ngay hơi thở của Lăng Hàn không biến mất. Đặc biệt Khai Vân Vương dễ dàng bắt giữ sợi tơ nhân quả trên người Lăng Hàn vẫn gắn liền với Trọng Gia. Không chết, cái này, hắn tẩy luyện thần cốt trong thiên kiếp, hèn gì khí lực của tiểu tử này đáng sợ như thế. Có thể khắc nhiều sát trận như thế trong thân thể, hóa ra là vì vậy. Cái này là lấy mạng mình ra mạo hiểm, Hắc Tháp bình thường đối diện đại thánh kiếp vốn đầy nguy hiểm, không dốc hết sức đối kháng ngược lại tự thương thân mình, hắn muốn tự sát sao? Tiểu tử này vì sức mạnh mà liều mạng quá, các thánh vương đều giật mình, quyết tâm như thế khiến bọn họ rung động. Nữ Hoàng, Thiên Phượng Thần Nữ, Đại Hắc Cẩu cũng vào trời sao, bọn họ đều tràn đầy niềm tin vào Lăng Hàn. Lôi Hỏa Đại Đế kinh kêu, tiểu tử này lợi hại, cường giả tiên phủ cảnh như Lôi Hỏa Đại Đế cũng bị rung động. Tuy Lôi Hỏa Đại Đế được gọi là thiên kiêu nhưng nếu rớt xuống cùng đẳng cấp với Lăng Hàn thì kém hơn hắn nhiều. Đại Hắc Cẩu đắc ý nói, đương nhiên rồi, toàn nhờ cẩu ra dậy. Vèo, Nữ Hoàng vỗ trưởng hóa thành kiếm khí làm Đại Hắc Cẩu sợ hãi vội né tránh. Đại Hắc Cẩu sủa, này cô nương kia, đừng tưởng lớn lên xinh đẹp là có thể làm bậy, chọc giận cẩu ra thì cắn cho một phát. Sức chiến đấu của Nữ Hoàng quá đáng sợ, tước một dúm lông đuôi của nó làm Đại Hắc Cẩu đau lòng muốn chết, nó chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Lôi Hỏa Đại Đế chỉ nhìn Lăng Hàn chằm chằm, lẩm bẩm. Với tư chất ngàn vạn ngôi sao đột phá, trong tiên vực không mấy ai làm được, ít ra theo bổn tọa biết thì chỉ có mấy thánh tử, thánh nữ trong đại giáo. Nhưng ở đây có đến hai người làm được, với Lăng Hàn thì là nguy hiểm lớn, thiên kiếp quá đáng sợ, một hơi từ tiểu thánh kiếp tăng lên tới đại thánh kiếp. Lăng Hàn cần phải dốc hết sức ứng đối mới cản nổi, nhưng bây giờ hắn từ bỏ chống cự, tự giải phòng ngự làm hắn ăn nhiều đau khổ. Thần cốt bị người khổng lồ tia chớp đánh nát, lực lượng đại thánh cấp nghiền áp, khí lực của Lăng Hàn không đủ sức mạnh, thần cốt đã nát càng vụn hơn, nguy hiểm mạng sống hắn trầm trọng. Cứ tiếp tục thế này thì Lăng Hàn chết chắc. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, để thân thể mình nhanh chóng ghép lại, đây không phải đúc thân thể mà là tự sát. Lăng Hàn bắt đầu chủ động chống lại thiên kiếp, nếu thiên kiếp mạnh thế này thì Lăng Hàn không cần chấn vỡ thần cốt rồi nhận rèn luyện, vì thiên kiếp đã đủ mạnh, hắn ở trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh vẫn được rèn luyện đầy đủ. Lăng Hàn hút dài, vận chuyển các môn tiên pháp đón đánh thiên kiếp. Tại sao thiên kiếp của Lăng Hàn và Nữ Hoàng mãnh liệt như vậy? Theo lý thì trước kia Lăng Hàn từ cực cảnh đột phá một đại cảnh giới không quá khoa trương, hắn mạnh vì hắn trả giá đủ cố gắng, thiên địa nên khen ngợi chứ không phải trừng phạt. Vậy chắc là vì Lăng Hàn và Nữ Hoàng dung hợp quy tắc hai giới. Lăng Hàn chợt hiểu ra, về bản chất cổ giới bị chia thành hai thế giới ngăn cách nhau, tuy hắn dung hợp quy tắc hai giới hoàn chỉnh trong cơ thể nhưng quy tắc minh giới bị thần giới đối địch. Với thiên địa thần giới thì Lăng Hàn như minh giới xâm nhập vào, không tiếc mọi giá tiêu diệt hắn. Đương nhiên vô hình trung thiên địa cũng bị hạn chế, không thì bây giờ không phải dáng đại thánh kiếp mà là thánh vương kiếp. Đại thánh dung hợp quy tắc hai giới có thể đánh mở cánh cửa tiên vực, giờ Lăng Hàn nhận đại thánh kiếp dường như có liên quan gì đó. Lăng Hàn thầm hiểu ra nhưng điều này không giúp gì cho hắn độ qua thiên kiếp. Lăng Hàn hú dài, tiên thuật mây bay nước chảy. Tuy Lăng Hàn chưa độ qua thiên kiếp nhưng có lực lượng tiểu thánh và lĩnh ngộ cảnh giới, tiên thuật ở trong tay hắn tỏa sáng rực rỡ. Chương 1754, tầng thứ 6 Hắc Tháp mở ra. Nhưng thiên kiếp biến thành người khổng lồ tia chớp là bất tử bất diệt, bị nổ nát sẽ tự động tái tạo lại, số lượng càng nhiều chứ không ít đi. Giống như những gì Nữ Hoàng trải qua, khi người khổng lồ tia chớp lên đến 50 thì biến chất. Lăng Hàn không chịu nổi bị cùng đánh trúng hộp bãi máu, thần cốt đứt đoạn. Bị 50 đại thánh vây công là khái niệm gì? Tóm lại mà Tinh Xa đại thánh trắng bệch, gã tự nghĩ chỉ đến đại thánh trung kỳ mới sống sót trong cuộc chiến như vậy. Nhưng hiện tại Tinh Xa đại thánh chỉ là đại thánh sơ kỳ, nếu kêu gã độ thiên kiếp như vậy thì chết chắc. Trước có Nữ Hoàng, sau có Lăng Hàn, sao cả gia đình này biến thái quá vậy? Tiểu thánh mạnh mẽ như vậy rồi, nếu thành tiểu thánh vương thì trên đời này ai có thể sánh bằng? Không chỉ riêng Tinh Xa đại thánh nghĩ vậy, thánh vương của cấm địa khác cũng nghĩ thế, ai nấy biểu tình trầm trọng. Có thánh vương thấy xa thì không quá xem trọng, vì mục tiêu của bọn họ là tiên vực. Trong tiên vực mặc cho ngươi là thánh vương mạnh tới đâu thì sao? Cảnh giới mới là lẽ phải. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch nữa để ổn định vết thương, trong thời gian liên tục sử dụng khiến hiệu quả của bất diệt chân dịch giảm mạnh. Lăng Hàn hừ một tiếng, có 4 cánh tay mọc ra từ người hắn. Đại Thần Thông Bất Động Minh Vương Kim Thân, tên của môn tiên thuật này hơi dài nhưng uy lực rất bá đạo, một hơi tăng sức chiến đấu của Lăng Hàn lên gấp mấy lần. Lăng Hàn một tay cầm Tiên Ma Kiếm, một tay nắm lạn một kiếm, đánh ra thuật trục xuất, vận chuyển Diệt Long Tinh Thần Tiễn, Phi Long Tàn Ảnh Thủ, thi triển Tuế Nguyệt Thiên Thu. Một người khổng lồ tia chớp lao đến nhưng bị Lăng Hàn ấn một cái liền biến mất, hắn lại ấn một cái, một người khổng lồ tia chớp khác tan rã như biến mất khỏi hiện tại quay về quá khứ. Thần cốt trên người Lăng Hàn tỏa ánh sáng vàng, trên xương xuất hiện phù văn rậm rạp, đây là thần cốt đang tiến hóa hướng mạnh hơn nữa. Lăng Hàn giống to, chiến ý sục sôi, hắn không bị động phòng ngự nữa mà chủ động công kích. Phập, Tiên Ma kiếm chém người khổng lồ tia chớp thành hai khúc, cần mất vài giây mới khép lại được, có thể thấy sức phá hoại của Tiên Ma kiếm thế nào. Các Thánh Vương nhìn mà ra đầu tê dại, đến trình độ như bọn họ không có chuyện gì khiến họ giật mình được, nhưng bây giờ ai nấy chỉ muốn uống thuốc bình tĩnh nỗi lòng xuống. Mạnh quá, sao có thể biến thái như vậy? Tiểu Thánh chống lại Đại Thánh, chuyện chưa bao giờ có. Bọn họ không biết lúc trước Nữ Hoàng đã hoàn thành hành động vĩ đại như vậy. Khai Vân Vương biểu tình nghiêm túc, lão có huyết mạch Thanh Đồng Long, cảm ứng rõ ràng lực lượng thời quang trên người Lăng Hàn. Tim Khai Vân Vương đập nhanh, nếu luyện hóa Lăng Hàn thì chẳng phải lão có thể tinh luyện người của hắn ra mảnh nhỏ quy tắc thời gian sao? Trong tiên vực này đa số cường giả chọn con đường giống Khai Vân Vương, vì rất ít thiên tài địa bảo, luyện hóa người đồng đạo có thể tích tiểu thành đại. Dùng máu và xương trải con đường đi hướng vô thượng tiên vương. Khai Vân Vương nhìn Lăng Hàn không phải con người mà là tài nguyên tu luyện. Lăng Hàn chiến phát cuồng, Bất Diệt Thiên Kinh vận chuyển trong cơ thể, người hắn tỏa ánh sáng vàng, phù văn vô tận hiển hiện. Cường giả tiên phủ cảnh như Lôi Hỏa Đại Đế cũng không thể hiểu thấu, chỉ biết trố mắt nhìn. Đại Hắc Cẩu kích động nói, đây là, Đại Hắc Cẩu nhảy loi choi, mắt chó lồi ra ngoài, nó phát điên vỗ đầu mình. Tại sao bổn tọa không nhớ nổi? Rõ ràng vô cùng quen thuộc, không ai chú ý thấy người Đại Hắc Cẩu có các phù văn màu vàng lấp lóe hơi giống của Lăng Hàn, nó cũng không chú ý thấy vì đang phát khùng. Thần cốt kêu leng keng, uy lực thiên kiếp quá mạnh, dù Lăng Hàn không tự nát thần cốt nhưng hiệu quả rèn luyện không yếu đi chút nào, chính thức bước vào độ cao thập bát giai thần thiết, vẫn còn tăng tiến. Cùng với lực phòng ngự tăng cao, Lăng Hàn càng lúc càng nhẹ nhàng, các tiên thuật vận chuyển quen tay hơn, càng lúc càng ngày càng mạnh. Giọng tiểu tháp vang trong thức hải của Lăng Hàn. Hắc tháp, tầng thứ 6 mở ra, 5 tầng đầu đối ứng lực lượng ngũ hành, tầng thứ 6 là lôi, trong hắc tháp xuất hiện thần lôi màu tím đánh vào các mảnh thần dược đem đến hủy diệt, 99% thần dược chết ngay, chỉ số ít thưa thớt sống sót, chất lượng cao hơn một tầng lầu. Ngàn dặm mới tìm được một, tinh phẩm trong tinh phẩm. Luân hồi thụ cũng bị tổn hại nặng, một nửa thân cây bị chém đứt, gần như đứt đoạn sự sống, lá cây rơi rụng. Chỉ có chính giữa là còn giữ lại chút sự sống. Cây tiên này bị hắc tháp thúc đẩy nhổ ngọn lớn nhanh, nó mãi mãi không thể trở thành luân hồi thụ thật sự. Nhưng tử lôi lấy chết đổi sống, nếu vượt qua được kiếp nạn này thì cái cây sẽ có bắt đầu mới, trưởng thành luân hồi thụ thật sự. Trong chết sinh ra sống, Lăng Hàn quét thần thức hiểu rõ mọi chuyện xảy ra trong hắc tháp, hắn thầm ngộ ra. Lôi kiếp cuồng bạo đầy sát khí, nhưng trong sát khí ẩn chứa sự sống bừng bừng. Lăng Hàn ngửa đầu nhìn lôi vân, trước giờ chỉ có người bị động độ kiếp, chưa từng có ai nghĩ đi vào sâu trong lôi vân nhìn xem. Nơi đó có cái gì? Tận cùng cái chết là sự sống, đằng sau lôi kiếp tràn ngập tính hủy diệt là cái gì? Ý niệm này ra làm Lăng Hàn không kiềm được nghĩ tiếp, hắn hú giải lao hướng lôi vân. Các Thánh Vương thấy thế vẻ mặt hoảng hốt nói, điên rồi, chưa từng có ai muốn vào trong lôi vân nhìn xem, đây là sai. Nhiều cường giả từng có suy nghĩ này nhưng ai muốn và dám làm đều đã chết. Từ xưa đến nay biết bao cường giả chết vì điều này, sau này không còn người dám thử nữa. Đây là đường chết, thế nhưng Lăng Hàn bước ra một bước này. Lăng Hàn lao vào lôi vân, có 50 người khổng lồ tia chớp, thiên kiếp chỉ giữ quy mô như vậy chứ không tăng mạnh thêm. Nhưng khi Lăng Hàn đột tiến thì thiên địa như bị chọc giận. Đùng, lại một tia chớp đánh ra biến thành một người tia chớp khổng lồ mới. Không chỉ có một, đùng đùng xoẹt xoẹt, tia chớp liên hồi, số lượng người khổng lồ càng lúc càng nhiều, có hôi lôi mâu, có múa điện kiếm, có đấm ra, có đá tia chớp trắng sáng loáng. Lăng Hàn không sợ hãi, lực lượng sấm sét khủng bố chuyển động trong hắc tháp khiến hắn như dung hợp với lôi hệ quy tắc, đồng hóa với nó. Các tia chớp ập đến chẳng thể tổn thương Lăng Hàn được. Lăng Hàn lúc này tương đương với hóa thân của lôi hệ quy tắc rồi lại cao cấp hơn. Chương 1755, sâu trong lôi vân. Vì quy tắc trong hắc tháp cao hơn thần giới, các Thánh Vương kinh kêu, sao có thể như vậy? Dù Lăng Hàn mạnh mẽ đến mức đập tan hết đám người tia chớp khổng lồ thì bọn họ sẽ không giật mình đến mức này. Thế nhưng cảnh tượng hiện tại khiến người rất rung động, thiên kiếp có bao giờ nể mặt ai, nhưng Lăng Hàn lao thẳng vào chỗ sâu nhất trong thiên kiếp, khiêu khích thiên địa. Đùng đùng đùng, thiên kiếp càng cuồng bạo hơn, đây là uy của thiên địa, không tha bất cứ người nào khiêu khích. người tia chớp khổng lồ tăng số lượng lên đến hơn 300. Đến lúc này đám thánh vương đều sợ, đổi lại bọn họ đối mặt hơn 300 đại thánh đều sẽ nhíu mày. Chỉ những đỉnh thánh vương mới không sợ, còn bọn họ thì sẽ đối mặt uy thiên kiếp tăng cao thành đột phá đỉnh thánh vương vây công họ. Lăng Hàn dũng cảm tiến tới, có lẽ hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Đây là hắc tháp lần đầu mở ra tầng thứ 6, lôi hệ quy tắc ồ ạt tràn vào khiến hắn tạm thời bỏ qua thiên kiếp, lần sau sẽ không lặp lại được như vậy. Lăng Hàn lao vào trong lôi vân, một mảnh đen ngòm. Nếu không phải tia chớp trắng còn đang lấp lóe thì Lăng Hàn nghi ngờ đã vào tuyệt địa, ngũ giác, lục cảm bị phong kín. Lăng Hàn không ngừng tiến lên, người tia chớp khổng lồ thực lực tăng cao khủng bố, không dùng số lượng đè người nữa mà đè cảnh giới. Xuất hiện người tia chớp khổng lồ thánh vương, nếu không có hắc tháp trợ giúp thì Lăng Hàn yêu nghiệt cách mấy cũng không thể sánh bằng đối thủ như vậy. Nhưng bây giờ thì Lăng Hàn không thèm nhìn người tia chớp khổng lồ thánh vương, mặc cho đối phương oanh tạc hắn vẫn tiêu sái tiến lên. Người bên ngoài không ai thấy tình hình trong lôi vân, chỉ biết lôi vân không tán đi chứng minh Lăng Hàn chưa chết. Lăng Hàn bước nhanh hơn, nửa ngày đã qua thật lâu, hắn phải tranh thủ thời gian. Phía trước trở nên rộng mở, Lăng Hàn giật mình đứng lại. Sâu nhất lôi vân có một tòa tế đàn, chẳng lẽ thiên kiếp là người làm? Lăng Hàn đến gần, lắc đầu nguầy nguậy, tế đàn không giống nhân công tạo ra mà là trời sinh hình thành, trong vô hình có lực lượng tạo hình dạng này. Có lẽ tất cả tế đàn trong thiên địa bị nó ảnh hưởng mới tạo thành hình dạng như vậy. Tế đàn rất đơn giản, cao cỡ trượng, khó phân biệt được chất liệu. Ngay chính giữa có một chỗ lõm vào, có thể thấy chất lỏng dao động bên trong, mùi thơm khó tả lan tỏa. Đó là dịch lôi kiếp, Tiểu Tháp nói, tiểu tử nhà ngươi được lợi rồi. Hắc Tháp mở ra tầng thứ 6 cho ngươi tạm thời cộng minh với lôi chi đại đạo, đi vào đây. Không thì khi nào ngươi thành thánh vương mới có tư cách được dịch lôi kiếp giới này. Lăng Hàn gật đầu. Cổ giới có hạn chế của cổ giới, lực lượng mạnh nhất giới này là Thánh Vương. Sau khi Lăng Hàn trở thành Thánh Vương thì thực lực của hắn có thể hạ gục tất cả Thánh Vương, cứng rắn xông vào sâu trong lôi vân. Nhưng điều này chỉ giới hạn trong cổ giới, nếu Lăng Hàn đột phá Thánh Vương khi ở tiên vực thì sự việc khác đi. Lăng Hàn hỏi, dịch lôi kiếp có ích lợi gì? Tiểu Tháp trả lời, cho người ngộ ra lôi chi đại đạo. Lăng Hàn lấy làm lạ hỏi, lôi hệ quy tắc sao? Trong hắc tháp chẳng phải có. Tiểu Tháp giải thích rằng, cái đó khác, đó là thiên tôn lấy quy tắc tiên vực đặt vào tháp, chỉ có ta vận dụng được. Ngươi muốn lĩnh ngộ của ta không khác gì tiếp xúc trực tiếp với lôi chi quy tắc của tiên vực, không mang đến hiệu quả tiến bộ nào. Có lẽ vì hắc tháp mở thêm một tầng khiến tâm tình của tiểu tháp rất tốt, nói chuyện nửa ngày không ngúng nguẩy. Lăng Hàn hiểu ra, hắn bước nhanh đi hướng tế đàn. Vù 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 vù, các người tia chớp khổng lồ xuất hiện, hai đỉnh thánh vương cũng đến, muốn oanh giết Lăng Hàn. Lăng Hàn cười giỡn, chào thiên kiếp. Tạm biệt thiên kiếp, Lăng Hàn đi lướt qua như không dính vạn pháp, công kích của người tia chớp khổng lồ không đem đến hiệu quả gì với hắn. Lăng Hàn đi tới bên cạnh tế đàn, vội lấy dịch lôi kiếp trong chỗ lõm ra thu vào hắc tháp. Thứ này quá quý giá, đời này chỉ có 2-3 cơ hội có được nó. Lên đỉnh Thánh Vương trong cổ giới thì còn có thể đến đây một lần, lực phòng ngự của Lăng Hàn quá mạnh, sau đó trở thành tiên vương cửu trọng cũng sẽ vô địch, rồi lấy dịch lôi kiếp thêm lần nữa. Nhưng vào lúc đó Lăng Hàn còn cần dịch lôi kiếp không? Dịch lôi kiếp không nhiều, chỉ cỡ 1 lít, xanh màu đại dương, tỏa mùi thơm ngát thấm ruột gan. Có thể thấy ký hiệu đại đạo uốn lượn bên trong dịch lôi kiếp, như chất chứa vạn cổ chư thiên. Lăng Hàn không nhìn dịch lôi kiếp lâu, cái này trở về sau từ từ nghiên cứu. Lăng Hàn nhìn chằm chằm tế đàn, bên trên cũng có vô số ký hiệu đại đạo, chắc chắn có liên quan việc hình thành thiên kiếp, nếu tham ngộ ra vậy chẳng phải hắn sẽ nắm giữ lực lượng trời phạt. Lăng Hàn nhìn kỹ nhưng qua một lúc thì tế đàn bí ẩn biến mất, lôi vân xung quanh cũng mất hết. Lăng Hàn phát hiện mình ở trong trời sao, nửa ngày đã qua, thiên kiếp tan biến. Tiếc quá, Lăng Hàn tiếc nuối, nếu cho hắn đủ thời gian có thể khắc ký hiệu đại đạo trên tế đàn lưu trữ, trong một lúc không thể lĩnh ngộ ra cũng không sao, sau này từ từ nghiền ngẫm là được. Các thánh vương xúm lại tò mò hỏi, Lăng Hàn, ngươi thấy cái gì trong lôi vân? Một số người kích động nói chuyện lắp bắp, vào sâu trong lôi vân là chuyện chưa từng xảy ra. Dĩ nhiên Lăng Hàn sẽ không nói thật, chỉ là đồng minh. Hắn sẽ không cho đám người này biết bí mật của dịch lôi kiếp. Lăng Hàn thản nhiên nói, chỉ có nhiều thiên kiếp hơn, các thánh vương không tin nhưng cũng không biết làm sao, Lăng Hàn đã nói như vậy, nếu bọn họ còn ép hỏi thì phải mạo hiểm gây mích lòng với hắn. Ai biết trong tay Lăng Hàn còn át chủ bài nào không? Dù không có, miễn không thể giết hắn ngay, tiểu thánh muốn trốn dễ như chơi. Hơn nữa yêu nghiệt như vậy khi tiến vào trung thánh, đại thánh, bằng vào sức cá nhân của hắn có thể dễ dàng đổ thánh vương. Nếu không nắm chắc một kích tất sát thì ai muốn khai chiến với Lăng Hàn. Phương xa Khai Vân Vương phất ống tay áo, đạp trên kim quang đại đạo rời đi. Khai Vân Vương sẽ không bỏ qua nhưng hiện tại không tiện ra tay, ở lại đây làm gì nữa, chỉ tự chuốc nhục. Tay trái Lăng Hàn nắm Nữ Hoàng, tay phải dắt Thiên Phượng Thần Nữ, nhấc chân một bước kim quang đại đạo trải dài, hắn quay về Mộc Đồ Tinh. Các Thánh Vương chắp tay chúc mừng Lăng Hàn, chúc mừng Lăng Đạo Hiếu, còn về bao nhiêu người thật lòng chúc mừng thì chỉ có bọn họ mới biết. Chương 1756, Phục kích. Tuy Lăng Hàn chỉ là tiểu thánh nhưng từ lúc việc hắn độ thiên kiếp là biết hắn có sức chiến đấu đại thánh cấp, thậm chí đến đại thánh trung kỳ, hậu kỳ, cực kỳ mạnh. Nếu tiểu tử này trở thành trung thánh chẳng phải là có thể sánh vai với Thánh Vương. Cộng thêm Lăng Hàn từng đồ Thánh Vương, các Thánh Vương không dám coi thường hắn. Bọn họ xem Lăng Hàn là người cùng thế hệ. Lăng Hàn đáp lễ lại các thánh, cười nói: "Tại hạ chuẩn bị một ít rượu và thức ăn ngon, mời các vị nhấm nháp." Thần dược trong hắc tháp ngã xuống một đống nhưng số còn lại được Tử Lôi tẩy lễ, hiệu quả gấp trăm lần, dùng làm nguyên liệu rất tốt. Lăng Hàn thêm vào một ít lá luân hồi chưa ra cho, hoàn toàn có thể gọi là thánh dược, nhưng chỉ tính từ góc độ lĩnh ngộ. Chúng thánh rất vừa lòng, bữa tiệc xa hoa thế này bọn họ chỉ có thể tưởng tượng chứ tiếc không muốn đãi tiệc. Lăng Hàn không hề đau lòng, chờ khi luân hồi thụ mọc đám lá cây mới thì hiệu quả càng tăng nhiều nữa. Mấy cái này bây giờ không dùng sau này cũng sẽ vứt bỏ. Sau bữa tiệc chúc mừng là đến tiết mục trao đổi báu vật. Lần trước trao đổi báu vật khoảng mười mấy năm trước, mới có chút thời gian đó kiếm đâu ra nhiều báu vật hơn nữa. Chúng thánh cũng không quan trọng vụ này, Lăng Hàn đã thành thánh, càng lúc càng đến gần thời gian vào tiên vực. Phải xác nhận đối phương có thật sự mang theo tộc nhân của mình vào tiên vực không? Người có dã tâm thì suy nghĩ khi nào ra tay, không thì chờ tới lúc Lăng Hàn trở thành trung thánh, đại thánh thì Thánh Vương cũng không thể trấn áp hắn. Mặc dù luận đạo đã kết thúc nhưng những thánh nhân tìm đủ lý do không chịu đi. Không khí hơi là lạ, Đồ Ngốc cũng cảm giác được có điều kỳ cục, có lẽ đang tích lũy bão tố lớn. Lăng Hàn mặc kệ mấy chuyện linh tinh, hắn bận củng cố cảnh giới. Tiếc rằng tạm thời không thể dùng luân hồi thụ, đành nhờ vào thời gian từ từ tích lũy, điều này khiến lĩnh ngộ cảnh giới của Lăng Hàn tiến bộ chậm chạp. Nhưng trì trệ không thể ngăn nguyên lực của Lăng Hàn đến đỉnh tiểu thánh. Hết cách, đã đến bước này rồi, vạn năm tiến một bước đã là nhanh. Lăng Hàn không thể mơ ước xa vời. May mắn tiểu tháp đã nói tối đa 2 năm luân hồi thụ sẽ phục hồi lại, lần này hiệu quả tăng lên nhiều, một ngày bằng trăm năm dễ như chơi. Cho nên Lăng Hàn không sử dụng dịch lôi kiếp, dùng nó rồi tham ngộ dưới luân hồi thụ là tốt nhất, không thì rất lãng phí. Không vội vàng 1-2 năm nay, trên Mộc Đồ Tinh dâng lên sóng ngầm, đã có mấy thánh vương không kiềm chế được, mỗi qua đi một ngày Lăng Hàn lại mạnh lên một phần, khi đến một điểm giới hạn thì thánh vương cũng không làm gì hắn được. Các thánh vương có thể khẳng định Lăng Hàn được truyền thừa tiên vương, không thì hắn tuyệt đối không tiến bộ mãnh liệt vậy được. Lòng tham thúc đẩy mấy thánh vương giấy lên bão tố. Hôm nay, Lăng Hàn kêu Nữ Hoàng, Thiên Phượng Thần Nữ, Vũ Hoàng, Tự Nhiên, Đinh Bình lại. Tình huống hơi không ổn, tất cả thánh vương đã sinh ra nghi ngờ ta mất vũ khí bí mật đồ thánh vương. Sóng ngầm đã sinh ra, tùy thời sẽ bùng nổ. Vũ Hoàng gật đầu, gã đã tu ra hơn 900 vạn ngôi sao, sắp gặp bình cảnh. Vũ Hoàng trầm giọng nói. Tốt nhất là tạm lánh đi, không cần thiết tranh một hơi. Vũ Hoàng là phe chủ chiến, bá khí không thua gì Nữ Hoàng nhưng cũng không phải loại người huyết dũng. Hiện giờ thực lực của bọn họ thua xa Thánh Vương, đánh bừa chỉ có đường chết, không cần liều lĩnh như vậy. Tự Nhiên, Vô Tướng Thánh Nhân gật đầu đồng ý, kẻ làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, đây là rút lui có chiến lược, không có gì phải xấu hổ. Lăng Hàn trầm ngâm nói, ta muốn mượn cơ hội lần này nhìn xem có ai ôm lòng xấu xa không. Người như vậy, ta tuyệt đối không mang vào tiên vực, mọi người đều biết Lăng Hàn nặng tình cảm, đã hứa với người sẽ không bao giờ nuốt lời. Lúc trước Lăng Hàn nhận lời sẽ làm hạch tâm dung hợp hai giới, nếu không phải tiến trình quá chậm thì hắn đã trực tiếp phá mở cánh cửa tiên vực mang mọi người vào. Nhưng nếu có kẻ ôm lòng muốn hại Lăng Hàn vừa muốn hưởng sái đi vào tiên vực thì hắn tuyệt đối không cho phép. Mỗi người lo chuẩn bị rời khỏi Mộc Đồ Tinh, 2 ngày sau, Thanh Vũ Thánh Nhân đến thăm, đề nghị Lăng Hàn đã thành thánh thì nên thử làm hạch tâm dung hợp hai giới đi. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, đồng ý yêu cầu của đối phương. Lăng Hàn vốn định thử xem có bao nhiêu người muốn hại hắn, Thanh Vũ Thánh Nhân đã đưa ra lời yêu cầu này thì hắn cũng thuận thế cho người khác cơ hội, lôi hết đám có dã tâm ra ngoài ánh sáng. Nhóm người Vũ Hoàng đã chuẩn bị xong hết, tổ hợp 4 kẻ tiện đại hắc cẩu thì hoàn toàn không định đi, nói là chờ khi nào Lăng Hàn muốn vào tiên vực rồi tìm bọn chúng. Lăng Hàn đạp trên kim quang đại đạo đi hướng Vân Đỉnh Tinh, đây là chiến trường hai giới cách hắn gần nhất. Giờ Lăng Hàn thành thánh, không cần dùng xuyên vân thoa nữa. Kim quang đại đạo trải ra nhanh vô cùng, chớp mắt bỏ lại các ngôi sao sau lưng. Giống như lúc trước Hằng Thiên Đại Lục khai thiên đến bị thiên địa vận chuyển thì tốc độ cũng mau thế này. Tốc độ của thánh nhân là tốc độ nhanh nhất thần giới. Nhưng bỗng có ba kim quang đại đạo từ xa bắn thẳng tới, không đến mức đụng chúng Lăng Hàn, thấy rõ ràng ba kim quang đại đạo và ba đòn công kích rời núi lấp biển. Đây là sức chiến đấu cấp Thánh Vương, khóa lại đường đi phía trước của Lăng Hàn. Trên dưới, trái phải, đằng trước lại có ba đòn công kích ập đến, cùng là cấp Thánh Vương. Trong phút chốc Lăng Hàn bị 18 Thánh Vương công kích phong lại mọi khả năng tiến lùi né tránh của hắn. Làm sao đây? Lăng Hàn mỉm cười, hắn biết ngay sẽ bị đánh lén giữa đường, vì hắn đã nói mình sắp đi Vân Đỉnh Tinh. Lăng Hàn động ý niệm, chợt biến mất, 18 Thánh Vương công kích đụng vào nhau thành bão vũ trụ khủng bố. May mắn bên này không có tinh thể không thì đã bị văng miệng. Khi bão tố ngừng lại, 18 Thánh Vương xuất hiện, bọn họ nhíu chặt mày vì không cảm ứng được hơi thở của Lăng Hàn, như thể hắn chưa từng tồn tại. Nếu một kích oanh giết Lăng Hàn thành công thì lúc này nên đổ mưa máu. 18 Thánh Vương đều khó hiểu vì đó là một kích tất sát của bọn họ, dù Lăng Hàn trốn vào không gian bí ẩn vẫn khó thoát chết được. Nhưng bây giờ bốn bề trống vắng đáng sợ, không tin được. Trong Hắc Tháp, Lăng Hàn hơi ngạc nhiên vì 18 Thánh Vương này hoàn toàn lạ mặt. Trên đời mới có bao nhiêu Thánh Vương? Chương 1757, Luyện Đan Dược Thánh Cấp. Lăng Hàn dám chắc những Thánh Vương này đã thay đổi mặt mũi vì chừa con đường lui cho mình. Lỡ như không thể oanh giết Lăng Hàn thì hắn cũng sẽ không biết kẻ hại mình là ai, bọn họ vẫn có thể ngồi trên con đường của hắn lướt hướng tiên vực. Lăng Hàn thầm hừ lạnh, hừ, làm gì có chuyện tiện lợi vậy được, khuôn mặt có thể thay đổi nhưng hơi thở thì khó khăn. Mỗi võ giả có hơi thở đặc biệt của mình, bình thường có thể điều khiển không lộ ra ngoài nhưng nếu dốc hết sức đánh nhau thì không thể giấu giếm được nữa. Lăng Hàn đã nhớ kỹ hơi thở của những Thánh Vương này, lần sau gặp mặt hắn chỉ cần buộc đối phương ra tay là có thể phân biệt ra những kẻ đánh lén hôm nay. Chờ ta, không cần quá lâu, sau khi Lăng Hàn củng cố cảnh giới giống Nữ Hoàng. Với thực lực đỉnh tiểu thánh là có thể ngang ngửa với đỉnh đại thánh, vậy bước vào trung thánh có thể đối đầu với Thánh Vương mà không e ngại. Dù không đánh lại đỉnh Thánh Vương nhưng dựa vào khí lực mạnh mẽ Lăng Hàn hoàn toàn không cần e ngại. Chúng Thánh Vương không cam lòng rời đi, bọn họ ngồi xếp bằng giữa hư không. Người này không thể nào đột nhiên biến mất được, chắc chắn Lăng Hàn dùng thủ đoạn gì đó ẩn núp. Rất có thể là tiên khí, không tin người mãi mãi không ra. Thời gian trôi mau, chớp mắt đã qua một năm, đám người Lăng Hàn như hoàn toàn biến mất trong thiên địa này. Khai Vân Vương là một trong 16 Thánh Vương đánh lén. Lão vẫn luôn không phát hiện sợi tơ nhân quả xuất hiện nên kết luận là Lăng Hàn 100% còn ở đây. Với Thánh Vương thì chờ đợi mấy vạn năm không đáng gì, bọn họ quyết tâm canh chừng Lăng Hàn tới khi nào xuất hiện mới thôi. Nhưng thời gian lâu, các Thánh Vương ở lại Mộc Đồ Tinh phát hiện Lăng Hàn không đến Vân Đỉnh Tinh thì đến tìm. 16 Thánh Vương biến sắc mặt nhanh chóng rời đi. Đi, nếu toàn bộ Thánh Vương đến, chỉ cần loại trừ Thánh Vương đến đây thì còn lại là tổng số hung thủ đánh lén Lăng Hàn, hiện rõ rành rành. Bọn họ không biết Lăng Hàn ở đâu nên không muốn lộ ra thân phận thật, nên quay đầu đi ngay. Mấy ngày sau bọn họ xuất hiện với khuôn mặt vốn có, giả bộ như mới phát hiện xảy ra chuyện, vàng thau lẫn lộn. Cuối cùng tất cả thánh nhân rời đi, trời sao này lại trở về với hắc ám, băng giá, cô quạnh. Trong hắc tháp, tiểu tháp cho Lăng Hàn một tin tốt là luân hồi thụ đã nảy chồi non, lại có thể dùng. Qua chết rồi sống, luân hồi thụ được thăng cấp nhiều, số người tham ngộ dưới cây nhiều tới 100, một ngày tham ngộ bằng 100 năm. Tương đương với thời gian tăng tốc gấp 3 vạn lần. Lăng Hàn mừng hết mức, không có luân hồi thụ trợ giúp một năm nay hắn nắm giữ quy tắc chậm thấy tội. Lăng Hàn vội vàng tham ngộ dưới cây, những người khác cũng vậy, có mất đi mới biết luân hồi thụ giúp ích lớn cỡ nào. Sau nửa năm Lăng Hàn chính thức đến đỉnh tiểu thánh, nghĩa là nếu Lăng Hàn ở bên ngoài tham ngộ cần 2 vạn năm mới hoàn thành, có thể tưởng tượng giá trị của luân hồi thụ thế nào. Sau khi ổn định cảnh giới Lăng Hàn không vội vàng trùng kích trung thánh. Tích lũy không đủ. Cưỡng ép trùng kích chỉ có đường chết. Muốn có đầy đủ tích lũy thì hoặc là lắng đọng vô số năm tích lũy chờ ngày bùng nổ, hoặc dựa vào đan dược mới không đến mức khi cảnh giới tiến bộ thì tích lũy không đủ khiến căn nguyên sinh mệnh của mình bị hút sạch. Lăng Hàn chọn cái sau, vì cái trước rất chậm, thứ hai hắn là đan đạo đế vương, lúc này không uống thuốc chẳng khác nào đồ ngốc. Nhưng mọi thứ về thánh cấp rất khó nắm giữ, Lăng Hàn không vội vàng hành động mà bắt đầu chuẩn bị đủ thứ. Trước tiên để đan đạo bước vào thánh cấp đã, muốn làm việc gì phải mài dao trước. Lại qua một năm Lăng Hàn mới ngừng thăm dò đan đạo, hắn đã nắm chắc bước đầu có thể luyện ra đan dược thánh cấp. Nhưng muốn luyện đan dược thánh cấp cần có thánh dược làm vị thuốc chính, trong tay Lăng Hàn không có nhiều. Trong đại hội giao lưu lúc trước Lăng Hàn chỉ trao đổi được 3 gốc thánh dược. 3 gốc, nếu may mắn có thể luyện ra 3 lô đan dược thánh cấp, dù toàn bộ thành công cũng chỉ chừng 10 viên. Đã đủ, Lăng Hàn và Nữ Hoàng một người một viên đủ cho nhu cầu năng lượng khủng bố bước vào trung thánh. khi trở thành trung thánh thì hai người không cần sợ thánh vương nữa, dư sức đi đất các đại thánh cướp đồ. Đáng tiếc lá cây luân hồi tuy là tiên cấp nhưng chỉ có thể tăng cảm ngộ, hầu như không có hiệu quả trong việc nâng cao nguyên lực, không thì Lăng Hàn đã chẳng phải nhức đầu thế này. Lăng Hàn bắt đầu hết sức cẩn thận luyện đan, bởi vì chỉ có 3 gốc thánh dược, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì. 3 tháng sau Lăng Hàn luyện ra lô đan dược thứ nhất. Lăng Hàn tiếc nuối lắc đầu nói, thành công rồi, nhưng phẩm chất không như mong muốn. Tuy nhiên lần đầu tiên luyện đan dược thánh cấp đã thành công, năng lực đan đạo của Lăng Hàn tuyệt đối là số 1 thần giới hiện nay. Khổ dược thánh nhân cũng từng luyện ra thánh dược nhưng trả giá mất 10 gốc thánh dược, không thể bảo đảm mỗi lần đều thành công. Nên bình thường không ai lấy thánh dược luyện đan mà toàn dùng trực tiếp. Lần nữa, có kinh nghiệm thành công một lần Lăng Hàn càng tự tin và quen tay hơn. Sau nửa năm lại có 2 lô đan dược thánh cấp luyện chế thành công, hơn nữa phẩm chất từng lô cao hơn cái trước. Lăng Hàn cảm thán rằng, thời gian thật là không đủ dùng. Hiện tại Lăng Hàn đã tiến vào thánh cấp, có thể khắc sát trận thánh cấp trong cơ thể. Nhưng trước đó đầu tiên là lo củng cố cảnh giới tiểu thánh, tiếp trước nghiên cứu đan đạo, luyện đan, hoàn toàn không có thời gian nghiên cứu trận đạo. May mắn có luân hồi thụ, không thì trong vòng 10 vạn năm chắc chắn Lăng Hàn không có thời gian nghiên cứu trận đạo. Trận đạo có thể tạm gác một bên, chờ sau khi ta trở thành trung thánh rồi một hơi tăng cao nắm giữ trận đạo. Lăng Hàn và Nữ Hoàng chuẩn bị bước cuối cùng, mỗi người cầm 5 viên đan dược thánh cấp xuất hiện trong trời sao. Hai người đứng hai bên tránh cho lỡ cuốn đối phương vào thiên kiếp. Không biết 2 tầng thiên kiếp sẽ có mùi vị gì, chắc hẳn không ai muốn biết. Lăng Hàn, Nữ Hoàng thả hơi thở ra, lôi vân liền kéo đến, nguyên vũ trụ trở nên nặng nề. Lúc đột phá tiểu thánh 2 đều nhận mức độ bằng đại thánh kiếp, vậy thì bước vào trung thánh phải chăng là thánh vương kiếp? Đùng, 2 tia chớp cùng lúc giáng xuống Lăng Hàn, Nữ Hoàng. Trong quá trình 2 tia chớp hóa thành hình người, ong 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 ong, hơi thở đáng sợ rung động, quả nhiên là đẳng cấp thánh vương. Chương 1758, uống dịch lôi kiếp. Nữ Hoàng biến ra 9 phân thân đón đánh hướng thiên kiếp. Nữ Hoàng luôn mạnh mẽ, bá khí, nơi này không có người ngoài, nàng tự nhiên không cần lo lắng bị người biết lá bài tẩy, vừa xông lên liền dốc hết sức chiến đấu ra đè đầu người tia chớp khổng lồ đánh tơi bời. Dù là thánh vương thì sao, ở trước mặt Nữ Hoàng cũng không thể cao cao tại thượng. Nữ Hoàng có thể chống lại, thậm chí trấn áp thánh vương. Lăng Hàn không nhẹ nhàng như Nữ Hoàng, hắn còn phải rèn luyện thần cốt, nhưng cảnh giới chênh lệch quá lớn, hắn không dám giống như trước kia tự nát thần thể dẫn lực lượng lôi điện vào người. Lăng Hàn dùng cách nhẹ nhàng hơn để rèn luyện. Nếu có ai thấy sẽ là to biến thái, cái này mà nhẹ nhàng gì? Đó là công kích đẳng cấp thánh vương, người lấy nó rèn luyện thân thể là chán sống sao? Đôi phu thê này là quái thai trong quái thai, một người độ kiếp nhẹ nhàng, một khác biến thiên kiếp thành thiên địa hồng lô rèn luyện thân thể mình. Tiếc rằng lần này Lăng Hàn không dám vào trong lôi vân kiếm chút dịch lôi kiếp, sức chiến đấu của hắn bây giờ chỉ cỡ thánh vương tiền kỳ. Để vào sâu trong lôi vân chẳng những có đỉnh thánh vương, hơn nữa số lượng nhiều khủng khiếp. Khí lực của Lăng Hàn không chịu nổi nhiều thánh vương oanh kích, nhưng lần sau đột phá đại thánh có thể thử xem. Thiên kiếp qua đi Lăng Hàn và Nữ Hoàng nhìn nhau cười, hiện tại bọn họ có đầy đủ tự tin đối diện tất cả cường địch trong cổ giới. Là cổ giới, không phải thần giới, vì hai người cùng tu pháp tắc hai giới, hoàn mỹ dung hợp vào nhau, dù là ở thần giới hay minh giới đều có thể phát huy ra sức chiến đấu hoàn toàn. Nữ Hoàng hỏi, đi tìm mấy tên kia tính sổ không? Lăng Hàn ngẫm nghĩ, nói, không, chúng ta thử dung hợp quy tắc hai giới trước. Nếu cổ giới thật sự có thể dung hợp trong tay chúng ta thì sẽ là công tích lớn, được đến ích lợi phong phú đến không thể hình dung. Lúc trước Lăng Hàn khai thiên đến được thiên địa khen ngợi, lực lượng nhiều hơn phá hư cảnh cùng giai 3 tinh. Tiểu thế giới quá nhiều, người có thể khai, ta cũng có thể khai. Nhưng cổ giới thì sao? Chỉ có một cổ giới. Khai thiên tiểu thế giới đã ghê gớm, dung hợp hai giới là công tích nghịch thiên cỡ nào. Nữ Hoàng gật đầu, hai người đều có chí thành tựu tiên vương, sức chiến đấu cùng giai càng mạnh càng tốt. Hai người vào hắc tháp, Nữ Hoàng ổn định cảnh giới, Lăng Hàn trong lúc ổn định cảnh giới còn mở ra con đường trận đạo của mình. Lăng Hàn đã tích lũy đầy đủ về trận đạo, lúc trước phá giải tức trận trong thiên hạ khiến cơ sở của hắn cực kỳ hùng hậu, nên mới có thể thường xuyên thảo luận trận đạo với Minh Tâm Thánh Nhân. Trong thánh cấp Lăng Hàn nhận biết trận đạo không thua gì Minh Tâm Thánh Nhân. Lăng Hàn tiềm tâm nghiên cứu, dưới luân hồi thụ 5 tháng lướt qua. Bên ngoài đã qua 3 năm, dưới luân hồi thụ là 10 vạn năm. Lăng Hàn chợt mở mắt ra, về trận đạo hắn đã bước hướng thánh cấp. Nhưng Minh Tâm Thánh Nhân chỉ là thánh cấp, nên hiểu biết về trận đạo ngừng lại ở đẳng cấp tiểu thánh, dạy kinh nghiệm trận đạo cho Lăng Hàn cũng chỉ cỡ tiểu thánh. Với Lăng Hàn thì trận pháp đẳng cấp tiểu thánh có ý nghĩa không? Không, nhưng Lăng Hàn còn có trận pháp tiên cấp, Với thần cốt của Lăng Hàn bây giờ không chịu nổi uy trận pháp tiên cấp, dù chịu đựng được thì hắn không thể khởi động trận pháp, hắn không có năng lực đó. Nhưng trận pháp tiên cấp có thể làm tham khảo, giảm chút uy lực là được. Lăng Hàn lại chìm trong bế quan thật dài, một năm sau hắn hiểu biết một phần trận pháp tiên cấp, uy lực mạnh cỡ đỉnh đại thánh. Lăng Hàn lấy Cửu Thiên Hỏa làm lưỡi dao khắc trận văn lên thần cốt. Nếu không dựa vào uy lực trận pháp thì sức chiến đấu của Lăng Hàn cỡ đại thánh sơ kỳ, nếu mở ra trận pháp thì không ngán gì đỉnh thánh vương. Hắn nhoẻn miệng cười, 4 năm này đáng giá. Sau khi bước vào thánh cấp trên đời không có đan dược nào giúp Lăng Hàn nhanh chóng tăng tu vi nữa. Nếu không phải Lăng Hàn tu Hằng Hà Cảnh đến cực độ, một hơi đột phá sáng thế cảnh tức là đỉnh tiểu cực vị thì bây giờ còn chưa tu hết tiểu thánh sơ kỳ. Nhìn Thiên Phượng Thần Nữ là biết, nàng còn khó khăn đi trong tiểu thánh sơ kỳ, không có khí thế vùn vụt như trước. Đây còn là vì Thiên Phượng Thần Nữ được truyền thừa của ba con Phượng Vương, nhanh hơn thánh nhân bình thường tu luyện rất nhiều. Muốn tốc độ tu luyện của nhóm Lăng Hàn tăng cao chỉ có thánh dược, nhưng nguyên cổ giới được bao nhiêu thánh dược. Lăng Hàn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, một mặt Lăng Hàn muốn tu luyện đến thánh vương khi ở cổ giới, vậy thì có thể vào sâu trong lôi vân lần nữa để kiếm dịch lôi kiếp. Một mặt khác Lăng Hàn muốn nhanh chóng vào tiên vực, sản vật trong tiên vực phì nhiêu chắc chắn có vô số thánh dược, tiên dược cũng không là mơ. Lăng Hàn trầm ngâm, cuối cùng Lăng Hàn đặt quyết tâm, lúc ta độ đại thánh kiếp thì vào sâu trong lôi vân lấy dịch lôi kiếp, tin tưởng với thực lực của ta chắc có hy vọng. Nếu được thì ta chờ xem ai độ kiếp rồi chủ động dẫn thiên kiếp đến, lấy sướng tay. He he, ý này hay, dù sao ta cũng phải chờ đến đại thánh mới mở cửa tiên vực được. Trước tiên thử xem dịch lôi kiếp mang đến ích lợi gì. Lăng Hàn lấy dịch lôi kiếp ra uống một ngụm nhỏ, lốp bốp lùm bùm, người Lăng Hàn chạy tia điện, hắn như biến thành lôi quang, thấy rõ trong cơ thể hắn bị lôi quang tàn phá, thần cốt không chịu nổi bắt đầu tan rã. Ui, cuồng bạo quá, nên biết hiện Lăng Hàn là trung thánh, thần cốt mạnh đến cỡ đệ nhị thập giai thần thiết, dù không tới mức đó cũng không kém hơn bao nhiêu, thế nhưng thần cốt tan vỡ trong lôi quang. Quả nhiên, ta hiện tại muốn vào sâu trong lôi vân là tự sát. Lăng Hàn run giọng nói, tiểu tháp không cho ta chia dịch lôi kiếp cho người khác là có lý, dưới tiên cấp chỉ có ta mới chịu nổi trùng kích như vậy. Dù là nữ hoàng cũng không được, tuy nàng có thể phân tán công kích nhưng uống dịch lôi kiếp vào là trực tiếp tàn phá cơ thể, chín phân thân không giúp ích được gì. Lăng Hàn cắn răng dốc sức vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh. Hiện giờ Lăng Hàn đã là trung thánh, sau khi vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh thì khí lực sẽ mạnh đến mức nào? Thần cốt từ từ khép lại, lực lượng sấm sét cuồng bạo không tổn thương Lăng Hàn được chút nào. Nhưng trạng thái này kéo dài có hạn, một nén nhang sau Lăng Hàn gào khan, bốp, bốp, bùm bùm, thần cốt mới khép lại vỡ ra, da rách toạc chảy máu ròng ròng. Chương 1759, hai môn thần thông. Thảm, mới uống có ngụm nhỏ mà sao uy lực mạnh như thế. Tiểu tháp chết tiệt, tại sao không nói rõ ràng, cái này không phải uống ngụm nhỏ là được, rõ ràng chỉ có thể một ngụm nhỏ trong hớp nhỏ. Lăng Hàn lạc giọng hét, tháp ngạo kiều nhà ngươi, sau này ta không ném ngươi vào hầm cầu thì ta theo họ của ngươi. Nửa ngày sau uy lực sấm sét qua đi, hơi giống thiên kiếp. Lăng Hàn đã hoàn toàn nhũn người, đây còn là nhờ hắn tu luyện Bất Diệt Thiên Kinh, không thì đương thời không có sáng thế cảnh nào dám trực tiếp uống dịch lôi kiếp. Nhưng đau khổ qua đi thì ích lợi cũng đến, lôi hệ đại đạo bày ra trong thức hải của Lăng Hàn, nhưng không hoàn chỉnh. Lôi hệ đại đạo do vô số mảnh nhỏ ghép lại, một số mảnh nhỏ hơi lớn, một số nhỏ đến mắt thường không thấy. Lôi hệ đại đạo không hoàn chỉnh cũng bình thường, dù gì là dịch lôi kiếp lấy trong cổ giới, có giới hạn cao nhất của nó. Với Lăng Hàn thì bấy nhiêu đây đã quá đủ, quy tắc đại đạo cao sâu quá hắn không nắm giữ được. Thời gian có hạn, Lăng Hàn chọn mảnh lớn lĩnh ngộ. Quy tắc vốn khó lĩnh ngộ càng không nói tới nó không hoàn chỉnh, nên Lăng Hàn phải chọn mảnh lớn hơi gần với hoàn chỉnh để lĩnh ngộ. Với cảnh giới hiện tại của Lăng Hàn thì mảnh lớn là vừa ý nhất. Một ngày qua đi, Lăng Hàn thể ngộ 100 năm dưới luân hồi thụ. Lăng Hàn mở mắt ra nhưng không đứng lên, hắn uống một ngụm nhỏ dịch lôi kiếp nữa. Lần này có kinh nghiệm nên Lăng Hàn chỉ uống một hớp thật nhỏ, dù vậy vẫn bị hành thảm thương. Giống như tiên ma kiếm, đừng thấy nó chưa trở thành tiên khí nhưng sức sát thương mạnh đến mức lão tổ Trảm Trần đừng hòng xem thường. Dịch lôi kiếp cũng vậy, Lăng Hàn chỉ uống một chút xíu nhưng sức phá hoại cực kỳ cuồng bạo. Một ngày sau Lăng Hàn uống tiếp hớp nữa. Dưới luân hồi thụ Lăng Hàn chia dịch lôi kiếp ra mấy trăm phần, một năm sau hắn mới uống hết tất cả. Lôi hệ đại đạo của Lăng Hàn tăng vọt mảng lớn, diệt thế lôi đình, điện thiểm, Lăng Hàn được hai môn thần thông, cũng có thể nói là tiên thuật. Lăng Hàn có cảm giác miễn là mở ra hạn mức cao nhất của cảnh giới thì hai pháp môn sẽ được tăng mạnh, tiếp tục tăng cao uy lực. Diệt thế lôi đình hơi giống lực lượng lôi đình mà Lăng Hàn quan sát có được, nhưng quan sát chỉ là bắt chước, giờ hắn thật sự có được lực lượng hạch tâm của thiên kiếp. Lôi đình có thể diệt thế, chấp phạt thay trời, dù là Thánh Vương cũng phải kính sợ. Có thể thi triển riêng lẻ, có thể dung nhập lôi đình kiếm pháp thay thế lực lượng lôi đình cũ, tăng uy lực lên một bậc. Điện thiểm thì khiến tốc độ của Lăng Hàn nhanh như tia chớp thiên kiếp. Đây là khái niệm gì? Thiên kiếp nhanh, không ai né tránh được, chỉ có thể đón đỡ. Lăng Hàn tu ra cực hạn như vậy thì dù hắn đuổi theo đối thủ hay muốn cắt đuôi cường địch đều dễ dàng. Cực nhanh kiểu này không thể kéo dài lâu được, Lăng Hàn lẩm bẩm, nhưng dùng vào việc truy kích và thoát vòng vây đã đủ. Cái này hơi giống sấm dậy cửu thiên, về uy lực thì cao hơn gấp vô số lần. Giờ đi chiến trường hai giới, nếu Khai Vân Vương đuổi theo tới đây vừa lúc lấy ra khai đao, nhưng từ sau khi giết Trọng Bát Độ ta đã độ qua thiên kiếp 2 lần, chắc sợi tơ nhân quả biến mất rồi. Sợi tơ nhân quả của Lăng Hàn đã mất nhưng trên người nữ hoàng thì còn, sau khi nàng diệt Trọng Giả mới chỉ độ thiên kiếp 1 lần. Ha ha ha, Khai Vân Vương, ngươi dám đến không? Lăng Hàn ra khỏi hắc tháp, trải kim quang đại đạo đi hướng Vân Đỉnh Tinh. Lăng Hàn bước nhanh đi, lập tức nhận được tin tốt lành. Vũ Hoàng sắp đột phá, thánh cấp, Vũ Hoàng ở trong trời sao đón nhận thiên kiếp rất là vất vả. Một mặt vì Vũ Hoàng giống như Lăng Hàn, nữ hoàng dung hợp quy tắc hai giới, rõ ràng chỉ là tiểu thánh kiếp nhưng uy lực ngang ngửa đại thánh kiếp. Nhưng Vũ Hoàng không tu Bất Diệt Thiên Kinh, không tu Cửu Tử Thiên Công, không có Tiên Vương pháp hộ thân, gã liên tục nhận được nguy hiểm mạng sống. Nhưng tính dẻo của Vũ Hoàng rất kinh người, không cách nào hạ gục gã được, luôn tìm ra một đường sống trong tuyệt vọng chống chọi qua nửa ngày, thành công bước vào sáng thế cảnh, tích lũy nguyên lực cỡ đỉnh tiểu thánh. Chỉ có 3 người bọn họ, dù là Đinh Bình, Cửu Yêu, hai đệ tử được Lăng Hàn rất xem trọng cũng không có thiên phú kinh người như vậy. Đinh Bình, Cửu Yêu cũng tu ra 500 vạn ngôi sao nhưng đã trì trệ lâu thật lâu, phỏng chừng khó thể tiến thêm một bước. Lăng Hàn, nữ hoàng, Vũ Hoàng cùng vào chiến trường hai giới. Nếu có thể xúc tiến hai giới dung hợp thì bọn họ sẽ được thiên địa khen ngợi, ích lợi như thế không lấy cũng uổng. Nhưng không ai có kinh nghiệm dung hợp hai giới, chỉ đành tự mình lần mò. 3 người vừa tham khảo vừa thử các cách, dần có kinh nghiệm. Bọn họ cảm ứng được thiên địa hai giới kêu gọi mình, dường như khát cầu. Quả nhiên hai giới đang phát triển theo hướng dung hợp, nhưng hiện tại hủy diệt cùng sáng tạo đối lập, tốc độ dung hợp chậm vô cùng, theo tiến trình bình thường có lẽ luân hồi thụ sinh trưởng đến cực hạn rồi mà hai giới còn đang cọ sát từ từ. Nữ hoàng, Lăng Hàn, Vũ Hoàng làm hạch tâm, bản thân là ván cầu câu thông hai giới. Trong phút chốc chiến trường hai giới dâng lên 3 cột sáng tận trời, ở trong thần giới hay minh giới đều thấy rõ ràng. Thiên địa gần khu vực này đang rung động, như xảy ra biến đổi lớn kinh người. Hai giới đang tăng tốc độ dung hợp, Lăng Hàn, nữ hoàng, Vũ Hoàng liếc nhau, lộ vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Vì bọn họ làm ván cầu một bên kết nối minh giới, một bên gắn liền thần giới. Quy tắc hai giới chuyển động trong cơ thể 3 người, khiến cảnh giới lĩnh ngộ của họ nhanh chóng tăng cao, tích lũy nguyên lực cũng tăng lên. Mỗi cách 1 giây sẽ có 1 ngôi sao sinh ra trong ngân hà đan điền của bọn họ. Dù sau khi dung hợp hai giới không có thiên địa khen ngợi thì ích lợi này đã rất lớn. Vèo, một bóng người xé rách không gian lao tới, toát ra uy thế vô tận. Lăng Hàn, nữ hoàng, Vũ Hoàng biến sắc mặt, ngựa anh ấy quá mạnh, khiến bọn họ cảm giác hoàn toàn không thể chống cự. Lăng Hàn lập tức kéo nữ hoàng, Vũ Hoàng, thi triển điện thiểm chớp mắt đi thật xa. Lăng Hàn chưa kịp thở phào thì người đó là đuổi theo, tốc độ không thua gì hắn, xem đối phương bộ dáng nhẹ nhàng chứ không giống hắn bùng nổ trong thời gian ngắn. Người kia nói, đừng căng thẳng, ta phụng mệnh của thiếu cung chủ đến. Hơi thở hỗn độn tán đi lộ ra mặt thật, đó là một nữ nhân, khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt không quá xinh đẹp, thậm chí không đến ngưỡng bình thường, hơi bị xấu,